Nhà của cô có hai người, chồng cô và bố con. Mà chồng con thì sợ chó, còn bố con thì ghét chó. Hai người này không ai ưa chó hết. Thì sáng hôm đó cô mở cửa thì cô phát hiện có con chó ở đâu không biết mà nó ở trước cửa đó, xương nó ướt hết, nó ngoắc đuôi nó mừng tội nghiệp rồi, nhỏ lắm như cái chén này thôi, như cái chén ăn cơm mình. Cô thấy tội nghiệp quá, cô mới bê con chó vô nhà, cô lấy cái thùng giấy cạc tông, cô bỏ nó vô, con để dưới nhà bếp. Sợ hai người nó thấy, người ghét chó, người sợ chó. Mà con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả đâu, đựng trong cái thùng cạc tông. Buổi sáng, buổi chiều, đó buổi sáng lại cái nó chạy ra nó đi chơi. Đó thì hai người này thấy con chó mà không có ý kiến gì hết. Diệu Đức bà cũng cũng mừng và nói thôi thì hai người này họ không ý kiến thì chắc ý kiến thì mình cũng bỏ cho đậu dám. Bà mới lấy cái máy nhiếp ảnh, bà chụp cái hình con chó, bà mới họa ra cái hình to dán trước cửa đó, ai có lạc con chó đến nhận, không có ai nhận hết. Mà chó bên Úc quý vị biết là có khai sanh chứ không phải chó như mình đâu. Mình làm mất con chó đó cũng bị phạt, mà ai mà bắt giữ con chó đó cũng bị phạt. Chó bên Úc họ cưng gì lắm, bị họ có bắn cái chip nó trong cái lỗ tai của nó đi đâu tao biết hết, không có cái vụ lạc được. Thế thì không có ai tới nhận con chó hết. Thì bà mới cho ăn, bà tắm rửa đồ này khác nữa. Thấy hai người trong gia đình nó cũng không có nói gì, nhưng mà không có thân thiện với chó, chỉ không có ý kiến thôi. Thì má của Diệu Đức chết thì thiêu đem cái cốt thờ ở chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì đem lên nhà đó thờ, trong cái bàn thờ thờ ở nhà. Hôm đó cô Diệu Đức mới nấu canh bầu, mới cúng cơm cho mẹ. Thì cái tay bưng cái tô canh bầu thì con chó nó chạy theo. Mà Diệu Đức nó không phải nó mừng, mà cái thái độ của nó là nó đòi ăn. Cho nên á, Diệu Đức bưng cái tô canh bầu lên cúng xong rồi trở lại cái son còn lại canh bầu đó, lấy cái giá múc một giá canh bầu để vô cái thau, nó là con chó nó ăn hết, nó liếm mà có vẻ ngon lành lắm. Thế thì cô Diệu Đức hơi nghi ngờ, nghi thôi, vì chó Tây mà nó đâu có ăn đồ Việt Nam. Ở bên đó quý vị biết rồi, vào trong cái shop đó, cái thức ăn chó nhỏ khác, chó lớn khác, mèo nhỏ khác, mèo lớn khác. Chứ không phải Việt Nam mình nuôi chó rồi cái mình ăn còn dư đồ cho chó ăn, bên đó không có. Thức ăn của nó riêng, sang trọng lắm, sạch sẽ lắm. Chứ không phải như mình nuôi chó nuôi mèo rồi ăn đồ ăn dư cho nó ăn, không có đâu. Thì cô Diệu Đức cũng nghi, cứ nói con chó Tây sao nó ăn canh bọc, nghi thôi. Tuần sau nữa cô mới nấu khổ qua hầm cúng má cổ. Thì bưng cái tô khổ qua hầm đi cúng thì nó cũng kéo chân lại, nó đòi ăn. Cô trở lại cô lấy cái muỗng, cô sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau, nó ăn hết. Bây giờ Diệu Đức mới sợ. Ăn canh bầu thì hơi nghi thôi, nhưng mà ăn khổ qua hầm lại bắt đầu sợ. Bởi vì lúc còn sống má của cô Diệu Đức là thích canh bầu với khổ qua hầm. Mà con chó Tây mà ăn canh bầu với khổ qua hầm là Diệu Đức sợ. Nên cái chuyện này đặc biệt lắm, sợ quá. Thế thì bây giờ nó đổi lại là chồng của Diệu Đức đi làm về con chó nó mừng đó, thì ông bê con chó lên cái ngực, ông đi giáp vòng cái nhà rồi mới để xuống, là cái người mà sợ chó. Còn ông bố đó là ngủ với chó. Tôi nói ngủ với chó quý vị nghe.
Thì hôm đó sau khi tôi truyền giới rồi thì cô Diệu Đức mới làm một bữa cơm chay thịnh soạn đãi khoảng 15 người. Hôm đó khoảng 15 người. Thì dọn cái bàn dài như thế này, tôi với ông bố của Diệu Đức đó là ngồi đối diện song song với nhau. Ông ăn rồi ông xuống trước tôi. Thì cô Diệu Đức mới lợi mới ngắt nhỏ nói: "Sư phụ theo dõi bố con chuẩn bị ngủ với cho." Thì tôi mới để mắt tôi theo dõi. Thì ông tới, ông có cái nôi đẹp lắm, cái nôi nhỏ thế này. Ông ngoắt con chó chỉ vô đó, con chó nó nhảy vô cái nồi, nó nằm xuống đó. Ông bê lên giường, rồi ông nằm xuống, ông kéo cái chăn, ông đắp chó với ông chung một giường. Như vậy là người sợ chó thì bây giờ bê chó lên trên ngực đi giáp vòng, người mà ghét chó bây giờ ngủ với chó. Mà con chó là ăn khổ qua hầm với canh bọng. Tôi mới hỏi cô Diệu Đức: "Vậy chứ lúc mà bà cụ mất đó, cái tư trang của bà còn để ở đâu, có ai biết không?" Cô Diệu Đức mới nói rằng: "Con biết má con còn vàng, nhưng mà cất ở đâu bố con cũng không biết. Hai chị em tụi con về, bởi vì ở bên Úc đó là cái bệnh nhân mà khi mà bác sĩ gia đình đó họ không điều trị được thì họ gọi xe cấp cứu của cái bệnh viện trong khu vực của mình đó tới chở cái bệnh nhân đó đến bệnh viện, là gia đình không có theo, cũng không có nuôi nấng gì hết. Trong đó ta làm sao ta làm, hết thì người ta chở về, còn ấy chết ta đưa xuống dưới nhà hoàng, người nhà không có nuôi bệnh. Bên đó là y tế rất là đàng hoàng. Cái bà Diệu Ngọc đó, bà lớn tuổi rồi, tức là khám bệnh thường niên đó. Bữa đó bác sĩ nó gọi đó: "Tuần này bà đi, ngày mai bà đi khám định kỳ nha." Bà Diệu Ngọc bà nói: "Tao chưa có rảnh." "Chừng nào tao vô rảnh hả?" "Chưa có rảnh. Mà khám tao đó, ông bác sĩ nào đó, có cha người ta không? Bệnh nhân mà làm giống như là ông trời vậy đó. Ở Việt Nam mình được nghe không quý vị? Nghĩa là bệnh viện nó gọi tới khám định kỳ mà bà trả lời: "Tao chưa rảnh, mắc đi chùa, chưa rảnh. Chừng nào rảnh rồi tao gọi. Mà thằng bác sĩ nào á, khám tao chứ khác tao không chịu." Tức là cái y tế bên đó này rất là đàng hoàng, rất là chu đáo. Cho nên cái người bệnh mà xe cấp cứu của bệnh viện đến nó chở rồi, theo cái lệnh của bác sĩ gia đình, thì người thân của mình hoàn toàn không có dính dấp gì hết, người ta nuôi hoàn toàn hết. Như vậy là khi má con vào trong bệnh viện thì má con tắt thở, tụi con không có gần, cho nên má con không có trối lại, cũng không biết rằng cái tư trang của má con để đâu, cho nên bây giờ hoàn toàn không ai biết hết. Tôi mới kể cho cô Diệu Đức nghe câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Hôm nọ Đức Phật đến quá duyên nhà của cư sĩ, thì vợ chồng cư sĩ không có ở nhà. Thì con chó ở nhà đó nó thấy Đức Phật đến, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn. Mấy đứa nhỏ ra la nó la không được, la chừng nào nó sủa nồ nó dữ dằn lắm. Thế thì Đức Phật mới kêu tên con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thấy gì con chó nó tên Ki, tên Nô gì đó. Ngài kêu là tên ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì khi Đức Phật ra đi thì vợ chồng của cư sĩ đó về, thì mấy đứa con nó học lại, nó nói:
Đức Thế Tôn đến nhà mình, con chó nó ra nó sủa dữ lắm mà con la không có được. Cái ngày kêu tên ông nội con, con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì hai vợ chồng mới lên kỳ viên tinh xá mới lễ Phật, mới hỏi cái nguyên nhân tại sao ngài đến nhà con mà con chó nhà con nó sủa, ngài kêu tên bố con. Ngài cho vợ chồng con biết cái nguyên nhân tại sao. Đức Phật mới nói thế này: ông về ông làm theo kế hoạch của tôi thì ông sẽ rõ biết cái nguyên nhân của nó. Thế là hai vợ chồng cư sĩ này về mới làm một cái bữa ăn thịnh soạn cho con chó đã ăn. Ăn xong rồi con chó nó đi ngủ, nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì ông cư sĩ này đến vỗ cái lưng nó nhẹ nhẹ, kêu bố. Bố, cái đồ quý giá, đồ gia bảo của cái dòng họ này bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Thì bây giờ con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn là nó bươi. Thì vợ chồng cư sĩ này theo cái dấu con chó bươi đó đào lên, thì đồ đạc quý giá của dòng tộc này chôn vậy đó. Sau đó vợ chồng cư sĩ này lên thưa với Đức Phật, bây giờ phải giải quyết cái tài sản này như thế nào để mà hồi hướng cho bố con được siêu thoát. Vì bố là bây giờ là con chó giữ của đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng chia làm hai ra, một nửa thì đem bố thí, một nửa thì để lại rồi gia đình lo cái hậu sự ngày mai sinh sống, còn một nửa thì đem bố thí cúng dường. Sau đó vợ chồng cư sĩ làm theo lời của Đức Phật, thì cũng không lâu lắm con chó nó được hóa kiếp. Đó là cái câu chuyện mà thời Đức Phật còn sanh tiền xảy ra cái vụ con chó như vậy. Cho nên tôi mới kết luận rằng có thể rằng bà trở lại giữ cái gì đó trong cái gia đình này, nhưng mà cái đó mình không biết được. Cái tư trang của bà cắt ở đâu, hay cái gì quý báu đó bà cắt ở đâu thì mình không biết. Thế là năm nay tôi qua đó thì cái câu chuyện này nó được giải mã là cái tờ di chúc. Cái tờ di chúc bây giờ kiếm được rồi. Mà bà di chúc cho Diệu Đức đó là một phần đất nhà cửa ở Bình Chánh, quận Bình, Bình Chánh mình rất lớn. Thì hôm tôi đến nhà tôi thăm con chó, thử xem chó nó còn sống không. Thì con chó nó cũng còn sống. Thì tôi đang ngồi nói chuyện vậy thì cô Diệu Đức mới nghe điện thoại là công an của thành phố Hồ Chí Minh gọi bà về để mà làm cái thủ tục thừa kế. Như vậy là không phải là tư trang, không phải là vàng bạc, mà chính là cái tờ di chúc. Bây giờ thì tờ di chúc đó tìm được rồi, và cô Diệu Đức sắp về Việt Nam để mà thừa hưởng cái tài sản đó. Bởi vì cô đi cái dạng đi máy bay, chứ nếu vượt biên là không được. Đi cái dạng máy bay đó thì mới trở về, mới thừa hưởng cái tài sản di chúc được, chứ còn mấy người đi vượt biên là không được. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Qua cái năm thứ ba thì cái cô luật sư này người Thái lai Tàu, chứ không phải người Úc, mà cô ra trường cô làm luật sư này 27 năm. Thì cái cô luật sư này là học trò của cái cô luật sư hành nghề 27 năm, là mới có 5 năm ra trường, mới có 5 năm. Cũng là luật sư nhưng mà học trò với thầy với trò. Thì cô luật sư mà 5 năm đó, cổ mới gọi một người thợ
đến sửa cái bếp ga. Nhà cô ở có một mình người gốc Tây Ninh. Thì cái người thợ đó mới lấy sổ tay mới ghi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó. Thì cô luật sư này mới nói là chiều thứ sáu 5 giờ tao đi làm về, mày đến tao mở cửa mày sửa. Bên đó là xài mày tao không, không có anh chị đâu, như Việt Nam mình đâu. Thì chiều thứ sáu 5 giờ thì cô luật sư này về, thì cái người thợ đó cũng đến. Thì cô mở cửa cho người thợ đó sửa bếp ga. Ga bên đó thì không phải như mình là mua bình ga về xài, mà bắt đồng hồ giống như đồng hồ điện vậy. Tức là tới tháng mình tính mình trả tiền. Thì cái người thợ này sửa xong rồi thì mới khóa cái chốt cửa trong, khóa trái đó, rồi mới hãm hiếp cô luật sư này, rồi cướp của, rồi giết người, rồi đốt nhà, coi như là bốn việc làm một lúc. Lúc nào thì không biết, nhưng mà 5 giờ thì vô đó để sửa bếp ga. Thì lúc 9 giờ đó thì cô luật sư này mới báo mộng cho người dì. Bởi vì lúc mà cô này qua Việt Nam học, du học đó, thì bà dì đó nuôi, coi như mẹ vậy. Bây giờ cô ra trường rồi, cô có nhà riêng, cô ở riêng có một mình. Thì cô luật sư mới báo mộng cho người dì nữa: dì ơi, cái thằng thợ đó, tên đó, nó đến nó sửa bếp ga cho cháu, rồi nó hiếp cháu, nó cướp của, nó giết cháu, nó đốt nhà. Tức là nó làm bốn việc. Cô này báo mộng. Thì cái người dì này mới đánh thức ông chồng, mới lái xe tới chỗ đó. Thì lửa cháy phừng phừng, và công cảnh sát rồi còn đầy đường đó hết. Đúng sự thật, cái sự báo mộng là đúng sự thật. Thì cái người dì này mới báo cho cảnh sát biết rằng cái người thợ tên đó và đến sửa bếp ga cho cháu tôi vào giờ đó, và xảy ra cái vụ án này. Thì cảnh sát nó mới triệu tập cái anh chàng thợ sửa đó đến. Thì ở trong cái cặp của anh còn cái sổ tay. Cái sổ tay này thì ghi lại thứ hai sửa cho ai, thứ ba sửa cho ai, thứ tư sửa cho ai, thứ năm sửa cho ai, và chiều thứ sáu sửa cho cô luật sư này, cái sổ tay đó còn. Rồi thì cảnh sát giữ. Đúng rồi, đúng cái tên này giết người rồi. Thì một tuần sau đó là cô luật sư này báo tin lại cho bà dì nói cái nữ trang của cháu đó là nó cho người bạn gái nó nhà ở chỗ đó, cất giấu ở chỗ nào hỏi chỉ đàng hoàng. Thì bà dì mới báo cho cảnh sát lại là nữ trang của cháu tôi, thằng thợ sửa đó, nó cho bạn gái nó cất ở đâu. Thì cảnh sát đến lấy đúng. Như vậy cái đúng thứ nhất và cái đúng thứ hai. Cái thứ ba nữa là cô luật sư này về báo mộng cho bà dì biết cái nhà của cháu đó là bảo hiểm nó đền là 470.000 đô la. Bây giờ cháu cho dì một nửa và một nửa gửi về cho má em. Vì má em với em có cái dự tính là về sửa sang lại cái nghĩa trang của ông bà, nhưng mà chưa đủ tiền. Bây giờ bảo hiểm nó đền cái nhà này, thì cái công của dì hồi đó nuôi cháu, giờ cho dì một nửa, còn một nửa gửi về cho má ở Việt Nam.
Thì cô luật sư mà 27 năm nghề đó, cổ nói thế này: không bao giờ tòa án xử một cái vụ án gì mà cái người chết báo mộng về mà người ta tin người ta xử, không bao giờ. Bởi vì luật pháp thì nó phải rõ ràng, phải không nè? Chứ tại sao rồi cái người này về báo mộng mà là tòa án nó xử là sao? Thì cô luật sư này mới nói là Tây Úc này có cái vụ án này vô tiền khoan hậu. Cái vụ án mà nghe cái người chết về báo mộng mà xử mà đúng sự thật, chứ không phải là cái chuyện hoang đường. Sau đó thì tòa án ở Tây Úc mới cử một người của tòa án với cái người gì đó về Việt Nam. Việt Nam mới liên hệ với tòa đại sứ Úc tại Việt Nam về Tây Ninh, mới chụp cái hình của cái nghĩa trang đó, và chụp cái hình của bà mẹ đó, và chính quyền địa phương xác nhận rằng bà mẹ này có người con hiện ở bên Úc làm luật sư. Như vậy là về bên Úc người ta xử. Thì bây giờ đó, cái người thợ mà sửa bếp ga đó, người Úc, là tuyên án chung thân. Tôi mới hỏi cái bà luật sư đó, chứ tại sao trên thế giới nước nào cũng có cái án tử hình, tại sao Úc là không có cái án tử hình? Tội nặng như vậy mà cũng không có tử hình. Thì bà luật sư mới nói thế này nè: cái dân tộc của Úc ngày hôm nay đó, ngày xưa là Anh nó đem tù nó nhốt, cũng giống như mình hồi chiến tranh mà đem tù ra ngoài con đảo mà đài ngoài đó vậy. Tức là tù ở bên Anh, rồi Anh mới chở tù nó qua bên cái đảo đó nó nhốt. Cho nên cái tổ tiên của người Úc bây giờ đó, họ là tù mà không bị tử hình. Họ không bị tử hình. Cho nên bây giờ họ giữ cái truyền thống đó, là tổ tiên họ không bị tử hình, cho bây giờ họ không tử hình ai hết. Đó là đặc biệt của cái dân tộc Úc, là không có tử hình. Quý vị biết tôi qua đó đó, mà nội cái tiểu bang Sydney không, nó bắt heroin 3 tháng 9, 10 tháng 11 nó bắt cỡ này đâu vậy. Cái tháng 9 là 78 kg, cái tháng 10 là 580 kg, cái tháng 11 là 82 kg. Vậy mà cũng chung thân. Việt Nam là tử hình. Tử hình á. Nhưng bên đó chung thân. Thì cái án mà cái thằng thợ mà sửa cái bếp ga của nhà cái cô luật sư này là 4 tội: hiếp dâm nè, cướp của nè, giết người nè, đốt nhà, mà cũng chung thân thế thôi. Rồi cái việc năm nay là chiều hôm đó tôi ăn cơm ở nhà hàng chay ở Sydney, thì vợ chồng của ông này tới mới nghe tôi qua, rồi họ mới tới đó, họ mới nhờ tôi tư vấn dùm cái việc của gia đình họ thế này. Là người chồng 72 tuổi và vợ 70 tuổi mà xin ghép thận. Thì cái cô gái này đó tai nạn giao thông, cho nên cổ hiến cái thận, thì cái ông già này là ghép thận, cho nên cái chuyện đó bình thường. Thì sau khi mà bác sĩ họ cho biết cùng một nhóm máu, thì họ báo tin là sẽ đến bệnh viện để làm thủ tục ghép thận. Người thì hiến, một người thì cần ghép. Xong rồi thì xuất viện, sức khỏe rất tốt. Thì cái thời gian mà ghép cho đến cái thời gian nó xảy ra câu chuyện này là 2 tháng. Cái cô mà hiến cái thận đó, cổ báo mộng cho cái ông già 72 mà bị ghép đó,
Cô nói cái thận trong người của ông đó hiện nay là cái thận của tôi. Bây giờ ông muốn sức khỏe tốt bình thường thì ông phải chấp nhận cái lời đề nghị của tôi. Ông phải cưới bạn gái của tôi làm vợ. Bây giờ ông già này ông muốn trả cái thận lại không biết làm sao trả. Vì người ta nói vậy sợ quá, muốn trả mà giờ sao ông cắt ra trả, sợ lắm. Cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ. Cái đặt trường hợp như quý vị thì quý vị tính sao? Mình ghép thận, giờ ta nói thận của người ta, giờ mình tính sao? Trả hết cho rồi đi. Mà giờ làm sao trả chứ? Ông già ông nói giờ nó ngặt không biết làm sao tu trả, bị nó ghép vô tu nó dính rồi, giờ làm sao rứt, mà rứt ra trả thì tu chết. Cho nên muốn trả mà trả không được, mà để thì sợ. Cho nên ông mới hỏi tôi bây giờ giải quyết làm sao, phải giải quyết làm sao. Tôi nói làm sao giờ, thì giờ của người ta thì giờ ấy thì ông trả cho người ta chứ làm sao vậy. Ông lắc đầu. Thế thì tôi mới nói thôi bây giờ thế này, anh chị còn lái xe được không? Nói được, còn lái xe được. Thì bây giờ tôi ở phương tịnh niệm Phật đường, chỗ tôi ở đó, tối anh chị lái xe tới đó rồi cùng với đạo tràng trì chú đại bi niệm Phật để hồi hướng cho cái người hiến cái thận đó. Chứ vậy thôi cho tụi tôi tu hành tôi biết gì. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai đó là anh phải về Việt Nam, ở đây làm không được. Về Việt Nam rồi tôi lập cái đàn giải quan bạc độ để mà giải quan cho cái người mà hiến cái thận đó. Bởi vì chúng ta giải mã cái vụ đó nó như thế nào lại có cái trường hợp như vậy. Bởi vì đây là hiến chứ không phải người ta ăn cắp hay là người ta cướp đoạt. Bữa nay mình đồng ý mình hiến mà. Thì bây giờ chúng ta giải mã cái việc đó cho nó ra cái việc đó, lý do tại sao có cái trường hợp đó. Là vì hai cái cô gái này đó đồng tình luyến ai. Tức là cái cô mà hiến cái thận này với cái cô bạn mà còn sống mà buộc cái ông già này phải cưới làm vợ đó, là hai cô gái này là đồng tình luyến ái. Bây giờ cái cô mà hiến cái thận này chưa siêu mà chấp cái thận này của còn là của mình. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nó có cái trường hợp thế này: ngã và ngã sở. Tôi là cái ngã đây nè, và cái sở hữu của tôi đó là ngã sở. Cái bàn của tôi, cái nhà của tôi, vân vân, cái gì cũng của tôi hết. Như vậy tôi và cái thuộc về tôi, tức là sở hữu của tôi, gọi là ngã sở. Như vậy bây giờ cái thân tứ đại này không còn, quý vị thấy không? Mà cái thận này đã ghép qua cái ông 72 tuổi này còn. Còn tất cả thì mất hết rồi, cái thận này còn. Cho nên cái người này họ chấp cái ngã sở, cái đó của họ còn. Cho nên họ buộc cái ông già 72 này lấy cái người bạn gái đó để hai người này gặp nhau. Còn gặp nhau. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng giáo lý của nhà Phật ngài nói mà bây giờ khoa học chưa phát triển mà cái lời nói của Phật, cái lời dạy của Phật, bây giờ khoa học họ phát triển tới đâu thì họ chứng minh cái lời nói của Đức Phật là đúng không sai chỗ nào. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ thế này, quý vị thấy nè, hai người trai gái họ thương với nhau. Rồi cái người gái đó họ không thương nữa. Họ chia tay thì cái người trai này họ giết liền. Thế thì tại sao giết?
Ở ngoài đời xã hội họ nói tại vì cái cậu trai này thương cái cô gái đó, không phải thương đâu, không phải thương. Nói như vậy không đúng. Bởi vì cái người trai này đó đã tự thấy cái ngã của mình nó bị gì? Bị xúc phạm, cho nên bảo vệ cái ngã, thương cái ngã này chứ không phải thương cái cô gái đó, không phải. Nói theo giáo lý của nhà Phật, nếu nói thương thì lúc nào cũng thương, bao giờ cũng thương, tình huống nào cũng thương. Chứ tại sao ta nói ta không thương nữa là giết, không nè. Thế thì cái câu chuyện đó ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, thì giữa vua Ba Tư Nặc và Mạc Lị phu nhân tranh tụng với nhau cái chỗ này. Tôi lặp lại chỗ đó quý vị. Mạc Lị phu nhân hỏi vua Tịnh Phạn, chứ hoàng thượng thương ai nhất trên đời này, bệ hạ thương ai nhất trên đời này? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói là trẫm thương ái phi nhất trên đời này, vợ thương chồng. Thì nói như vậy là hợp lý rồi, đâu có gì đâu mà sai chỗ nào, thấy không nè. Vợ hỏi chồng thì chồng trả lời như vậy thì đúng quá rồi. Mạc Lị mới hỏi lại lần thứ hai nữa, trẫm nói như vậy chắc chưa? Vua Ba Tư Nặc nó gật đầu. Trẫm nói trẫm thương ái phi nhất, nếu như ái phi ngoại tình thì bệ hạ nghĩ làm sao? Vua Ba Tư Nặc ông nghiến rằng, ông nói trẫm chém đầu. Như vậy đâu phải là nhất, đúng không? Rõ ràng chưa? Đâu phải là nhất. Nếu vua Ba Tư Nặc mà thương hoàng hậu Mạc Lị nhất thì Mạc Lị có ngoại tình có gì cũng phải thương, bởi vì nhất mà. Đằng này ta mới nói ta ngoại tình mà chưa ngoại tình nữa là chém đầu, như có phải là gì thương cái ngã này không? Cái ngã này bị gì? Bị xúc phạm, chứ đâu phải là thương hoàng hậu Mạc Lị nhất. Thế gian họ nói là cái cậu nam này thương cái người nữ đó nhất, cho nên cái người nữ đó chia tay người nam, không phải thương mà là bảo thủ cái ngã của mình. Cho nên hai cái cô gái này đã chết rồi, bây giờ còn cái thận này ghép cho cái ông già này, buộc ông già mới lấy cái cô gái bạn này làm vợ để hai người này gặp nhau, tức là ngã và ngã sở. Còn chúng ta học giáo lý Phật rồi chúng ta mới chiêm nghiệm, chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu, chứ nói theo cái kiểu thế gian thì không đúng. Đó nè, ví dụ như người thế gian nói chết là hết cát bụi, trở về với cát bụi, đó thế gian nói đó. Nhưng mà đạo Phật nó không phải còn chứ không mất, còn chứ không mất. Còn cái gì? Còn cái nghiệp và cái thần thức. Cái não không phải, cái bộ não không phải, cái thần thức và cái nghiệp. Như vậy cái mà thế gian nói mất hết thì trong giáo lý nhà Phật nó còn, đó không? Cái nghiệp và cái thần thức của con người nó còn, nó tồn tại, cho nên dẫn nghiệp đi thọ báo. Chứ còn cái thân xác này, tứ đại này, ngũ tạng lục phủ này, nó là cát bụi, trở về với cát bụi. Nhưng mà còn một cái thế gian không thấy được, thế gian không biết được. Đó, như vậy là 4 năm tôi đi hoằng pháp nó có 4 việc. Thế bây giờ hai cái việc còn một việc nữa là khi tôi còn ở Việt Nam thì cái cô Phật tử này cổ mới điện về, cổ mới nói thưa thầy, nhân cái dịp thầy hoằng pháp ở Úc, đám tuần 49 ngày của bố con mời thầy đến dự. Thầy hoan hỷ. Tôi nói được, ở Việt Nam thì không dám hứa, chứ còn qua Úc thì giữ bình thường đâu có gì đâu. Thì hôm đó là tôi giảng ở chùa Quyền Quang, mà cái đám trai tăng đó cúng ở Ni Viện Thiện Hòa, thì xe chạy khoảng 30 phút tới. Mà cái buổi giảng của tôi là 12 giờ mới mãn, còn bên đó cúng là 11 giờ cúng. Tôi không dự được cái lễ đó, lễ trung thất đó tôi không có dự được.
không có nghĩa là tôi từ chối, mà cái buổi giảng tôi chưa hết giờ cho nên tôi không đến dự cái lễ trai tăng đó. Còn khi ở Việt Nam thì tôi hứa, nhưng mà qua đó tôi dự không được. Thì tối đó đó, ông cụ đó về mới báo mộng cho người con gái đó là cái đám trai tăng của bố đó không có pháp sư dự nha con. Sáng cô đã mới đến ni viện Thiện Hòa hỏi ni sư trụ trì, chứ hôm qua 18 vị tăng ni tụi con mời cúng trai tăng đó, có vị nào là pháp sư không? Thì ni sư trụ trì mới nói dạ không, hòa thượng Giác Hạnh là pháp sư, ngài ở bên phương Tịnh Niệm Phật Đường, còn hôm qua đó 18 vị đó là không có ai là pháp sư cả. Sau đó ni sư mới chỉ cái cách, bây giờ cô qua đó cô thưa với hòa thượng sự việc nó như vậy đó, thử xem hòa thượng dạy làm sao. Thì cô đó mới đến phương Tịnh Niệm Phật Đường gặp tôi mới trình bày cái việc đó. Tôi nói rằng tôi không có từ chối dự cái lễ trai tăng đó, nhưng lý do là bên đó cúng 11 giờ mà cái buổi giảng của tôi bên chùa Huyền Quang là 12 giờ, cho nên tôi không đi dự được. Bây giờ ông cụ nói như vậy đó, thì bây giờ cô về cô sắm cái lễ giống như là cúng dường cho 18 vị ngày hôm qua đó, giống nhau như vậy, rồi cô mang tới đây. Rồi tôi mới lên bàn Phật, rồi cô mới quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, rồi tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó. Thử xem coi nó kết quả nó ra làm sao, chứ bây giờ mình chữa cháy thôi chứ biết làm sao. Cô về cô sắm một cái lễ cô mang tới, tôi mặc áo lễ lên bàn Phật, tôi ngồi đó, cô quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó, êm, không có chuyện gì hết. Như vậy là mời đám mà cái vị pháp sư đó không đi được cũng về báo cho việc. Rồi sau khi tôi về Việt Nam thì chùa tôi nó xảy ra một cái chuyện thế này. Cái ông cụ này là có 2 tuổi, cái tuổi thật của ông đó là 84, mà cái tuổi giấy là 82. Lúc mà ông từ trần đó thì khai tử, thì lấy cái giấy chứng minh đó đi khai, rồi đem cái tuổi đó vô chùa đặng cúng thất. Áo nè, thế thì ông về ông báo với con ông nói bố không phải cái tuổi đó, mà ông thầy nhỏ đọc hoài, thì ở nhà ông đệ tử tôi ở nhà cúng thất thì phục nguyện 82. Ông về ông nói ông không phải tuổi đó, mà ông thầy nhỏ đọc hoài. Thì cái cô đó, cô con gái nó mới chạy ra mới thưa với cái thầy đệ tử tôi, nói bố con nói vậy là sao? Ông đệ tử tôi nói lỗi ở gia đình, đâu phải lỗi tại chùa. Thì bây giờ để 82 tuổi tôi đọc 82, mà 84 tôi đọc 84 chứ theo yêu cầu của gia đình, chứ tôi đâu có thêm bớt gì. Thôi bây giờ ghi lại đi, ghi 84 tôi đọc lại, thì tôi về đó cúng thất thứ tư tôi lên tôi phục nguyện 84 tuổi em. Cho nên gia đình quý vị cũng thận trọng đó. Hồi chiến tranh hay thay đổi tuổi tác lắm, đi lính đâu này kia khác nữa, mà nhớ là lấy cái tuổi cha mẹ đẻ đó để phục nguyện, đừng có phục nguyện theo cái giấy không chịu đâu nha. Rồi còn chuyện nữa. Chuyện này mới là đặc biệt á. Tôi đi Úc tôi về, thì ở bên Úc người ta có gửi tiền về để cho cái làng mù ở dưới Vĩnh Châu, ở dưới Sóc Trăng. Cái làng mù đó hiện nay là mù trên 1.000 người. Hôm đó tôi về tôi cho cái mù mà mù hết 2 con đó là 368 người. Còn cái mù 1 con cái chuẩn bị mù đó là trên 800 người. Chuẩn bị mù với lại mù 1 con trên 800. Tức là họ trồng hành, hành củ đỏ đỏ đó, rồi họ dùng cái thuốc để họ bảo quản cái hành đó. Khi mà hành nó lên giá rồi họ đem họ bán, họ mới
sửa sạn họ lặt họ kia khác nọ rồi tay chân họ làm sao đó đuôi hết trơn. Chứ còn trồng hành đảo Lý Sơn người ta cũng cũng trồng cả cái đảo nó, trồng hành trồng tỏi có ai đuôi đâu. Đó nè, ở Phan Rang ta cũng trồng hành, ở Bình Định ta cũng trồng hành, nhưng mà đặc biệt ở cái làng Vĩnh Châu đó là mù hết. Thì tôi quan sát là tôi thấy rằng họ không có nghèo, nhưng mà họ có tật nguyền chứ không nghèo, là do cái sử dụng cái thuốc độc. Thì tối hôm đó tôi ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu. Cái nhà của Công Tử Bạc Liêu bây giờ làm cái khách sạn lớn lắm. Mình hồi giờ cũng chưa biết khách sạn Công Tử Bạc Liêu nhà không sang trọng sao, bữa đó xuống nó ghé nó ngủ coi cho biết, cái nhà nó chút sàn lắm quý vị, sàn lắm. Thời hồi xưa đó mà cái nhà đó là sàn lắm. Tức là ở bên ngoài thì sửa sang rồi chút đỉnh, chứ còn ở trong nội thất thì còn nguyên hết, còn tốt lắm. Thì khoảng 9 giờ tôi mới nghe một cái cuộc điện thoại ở Đồng Tháp. Anh này anh gọi cho tôi mà không biết anh xin số điện thoại đâu, không biết anh gọi. Tôi không quen với anh này. Anh mới nói thưa thầy, nhà hiện giờ tôi có một cái chuyện rắc rối lắm, nhờ thầy tư vấn giúp giùm. Tôi hỏi chuyện gì? Anh nói là năm 70 tôi làm việc chung với thằng Mỹ ở Biên Hòa, ở khu Long Bình, tôi có mượn nó 500 đô mà tôi không có trả. Năm 72 thì nó về nước hết, Mỹ nó rút về nước hết, bây giờ nó chết rồi về nó đòi nợ tôi. Tôi mới quýnh quá. Thì khi nó nói vậy tôi biết, tôi có mượn nó tôi nhớ mà tôi biết mà. Mà tôi thấy cái hình thằng Mỹ đàng hoàng. Thì tôi mới ghé chùa tôi nói với mấy sư đó, giờ mấy sư giúp giùm, mấy sư nó thôi bây giờ anh coi 100 đô là bao nhiêu mà nhân ra cho 5 lần thì mua gạo hết bố thí cho người ta, tức là trả nợ cho thằng Mỹ đó. Tôi làm đúng đàng hoàng. Tôi hỏi đô la nhiêu, tôi bỏ tiền ra đúng 500 vậy tôi mua gạo tôi bố thí, nó về nó đòi nữa nè. Tôi nói trời đất ơi, thì bố thí là bố thí, còn trả nợ là trả nợ, chứ mà bố thí là trả nợ sao được, làm cái chuyện đó nó trật. Ví dụ bây giờ người A mắc nợ người B, người A mắc nợ người B, bây giờ cái ông B ông tới ông đòi cái đem mua gạo cho hàng xóm thôi nè, làm sao người ta chịu? Cái chuyện đơn giản vậy mà cũng dại nữa, làm cái chuyện trật trời. Giờ tôi sợ quá, giờ không biết làm sao, tốn tiền rồi bây giờ nó đòi nữa. Vậy tôi hỏi giờ anh có muốn trả? Nó trả muốn, bây giờ trả gửi cho tôi trả cho. Trả không? Nó trả. Anh gửi cho tôi 3 lần, lần 2 triệu, lần 10 triệu, lần 5 triệu, giờ tôi giữ 17 triệu. Tôi phải trả chứ sao, phải trả. Phải trả sao mới được, mới hợp pháp. Đó nè, là phải làm cái lễ bạch với Tam Bảo, bạch với Phật mới được. Chứ đâu phải đem cho người nghèo đó em đó. Bạch cho Phật nói rõ cái chuyện này, người này mắc nợ người này số tiền là bao nhiêu, cách đây mấy chục năm. Bây giờ cái số tiền này cái người này trả, đồng ý trả, nhưng bây giờ chết rồi này làm sao, lại đem đốt 500 đô, mang tội, ở tù nữa. Thôi thì cái tiền này ra xung vào Tam Bảo. Thì cái người trả nợ cũng có phước, mà người đòi nợ cũng có phước. Phải bạch với Đức Phật mới được, có Tam Bảo chứng minh mới được. Chứ còn không có Tam Bảo chứng minh là không được. Đâu phải chuyện đơn giản. Thôi thì từ nay tới Tết tôi cũng phải có cái giờ nào đó để trả nợ dùm cho cái anh đó cho nó rồi. Chứ nên mình giữ mai mốt này rồi tôi chết tôi mắc nợ nữa rồi. Mắc nợ. Hôm nay kể hết mấy chuyện quý vị nghe đúng không? Thì bây giờ nói thôi thì cũng gần cuối năm, công việc của mình tu hành tháng này tức là còn có tháng sau nữa là hết năm, qua cái năm mới. Thì thường thường đó, chúng ta có cái quan niệm thế này của cái người Việt của chúng ta là năm mới, việc mới.
năm mới rồi về việc mới. Bây giờ chúng ta nói cái mới làm sao nó mới. Thì ngày nào cũng là ngày. Tháng 12 thì qua cái tháng giêng thì cũng ngày thế thôi đó. Nhưng mà nó thay đổi cái tư tưởng, chứ không có ngày nào mới hết. Có những cái việc mới nó tốt hơn. Trên đó là cái quan niệm của ông bà tổ tiên mình từ hồi xưa tới giờ, tức là năm cũ đã qua, năm mới bước tới, bỏ cái gì xấu cũ và đón mừng cái năm mới cho nó tốt đẹp. Đó là tôi nói cái tập quán của người Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói về người tu hành. Người tu hành của mình á, lúc nào cũng đổi mới hết. Cho nên cái từ cải tạo là cái từ đó của Phật giáo đó. Cải tạo là của Phật giáo. Sám hối là của Phật giáo. Tư duy là của Phật giáo. Cái từ cải tạo mình nghe nó đi cải tạo sợ quá, đúng không? Nghe nó sợ cải tạo quá. Không phải đâu, của Phật giáo đó. Chữ cải có nghĩa là thay đổi. Chữ cải có nghĩa là này, tạo tức là tạo cái gì cho nó mới, nó đẹp, nó tốt. Cũng giống như là cái chùa mà ai tới mà phá cái chùa, đập cái chùa đó thì ở tù. Quý vị thấy không? Nhưng mà thầy trụ trì đập cái chùa thì Phật tử người ta mừng, tay mừng. Tại vì ông thầy cải tạo. Còn cái người đó họ tới họ phá hoại thì ở tù. Còn thầy trụ trì đập cái chùa là thầy trụ trì cải tạo. Thế là cải tạo cái chùa. Cho nên đập cái chùa cũ làm cái chùa mới thì bổn đạo người ta mừng chứ sao? Người ta mừng. Như vậy mình cải tạo được cái gì? Cái vật chất. Còn cái tâm hồn của mình, cái tâm của mình phải cải tạo. Tu hành có nghĩa là cải tạo. Hồi xưa, năm ngoái, cũ, nó khác. Bây giờ nó mới, là chúng ta phải cải tạo cho nó tốt. Như vậy năm rồi mình tu nó dở, phải không? Năm 2012 này, năm Nhâm Thìn mình tu nó dở. Thì qua cái năm 2013 này mình cải tạo cho nó tốt một chút nữa. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả người tu hành của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia, mà có cái tư tưởng cải tạo cái tâm của mình thì thành Phật sớm. Không có cái gì chểnh mãn, không có cái gì lo âu hết. Mà mình cứ đứng đó mình dậm chân mình không cải tạo thì thua. Cho nên ý chúng tôi muốn nhắc là đạo tràng có pháp thường đó, là cái cũ chúng ta bỏ, bây giờ chúng ta sang cái mới là chúng ta phải đổi mới. Phải đổi mới. Đổi mới không có nghĩa là mặc cái áo mới. Đổi mới không có nghĩa là cái nhà mới, chiếc xe mới, mà đổi mới bằng cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Bởi vì tất cả, nhớ nên tất cả nè, là do tâm của chúng ta khởi lên, rồi cái thân này, cái miệng này mới là làm theo cái tâm. Hành động thì theo sau tư tưởng. Tư tưởng mình khởi lên, rồi nó cái hành động, cái thân này hành động, cái miệng hành động, nhưng mà cái tâm thì quyết định. Cho nên chúng ta tu đó là có hai cách tu. Tu tâm là một, tu tướng là hai. Mà đa số đó thì chúng ta tu tướng dễ hơn tu tâm. Bởi vì tu tướng nó dễ đó, mặc áo tràng cái thấy tu, mang sâu chuỗi cái thấy tu, lên đốt nhang bằng Phật thấy tu, mà cái tâm mình tu chưa? À, mình hỏi cái tâm mình tu chưa? Như vậy là lấy cái sự đó, áo tràng đó, kinh đó, chuông mở đó, vân vân, lấy cái sự tướng đó để mà nhắc nhở cái tâm của mình.
Chứ mình chấp cái tướng đó, mình nói cái đó là tu thì chưa đúng, mà phải là cái tâm này mới là chính. Cho nên mình mặc áo tràng, mình mang chuỗi hạt, thì mình không dám nói những cái lời độc hại. Bởi vì từ cái tướng này nè, nó kìm cái tâm. Cho nên ở đời người ta nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại là vậy. Rõ ràng chưa? Cho nên mình phải kiểm điểm cái tâm mình trước, có tướng, không bỏ tướng mà không có bỏ tâm. Đó nè. Mình phải nói rõ ràng, lý sự viên dung đạo Phật, không có bỏ tướng mà cũng không có bỏ tâm, tới lý sự viên dung. Nhờ có sự mà mới hiển lý, nhờ có lý mà sự nó mới thông. Bây giờ quý vị ra ngoài sân, quý vị đứng sắp hàng, quý vị tụng kinh cũng được, không có sao hết. Nhưng mà quý vị vô trong cái bàn Phật nó lại khác. Mình vô trong chánh điện là có Phật nè, có tượng Phật nè, có chuông mỏ nhang đèn. Cái tướng đó là nó làm cho cái tâm mình nó dễ buộc, nó dễ tịnh. Còn mình ra ngoài đường, mình sắp hàng, mình tụng kinh, rồi đủ thứ chuyện trên đời hết. Người này dòm người kia dòm người nọ, minh mông trời đất, tâm nó không có buộc, nó không có an tịnh được. Mà nhờ giờ cái chánh điện đó, cái sự đó nó buộc tâm. Cho nên lý sự phải viên dụng. Nhưng mà cái quan trọng của người tu chúng ta là phải để cải hóa nội tâm. Cải hóa nội tâm tức là mình không cải tạo cái tâm của mình, thì mình để nó ù lì, nó giống như hồi nào rồi đó, thì thôi thì không bao giờ. Cho nên cái bức tranh, 10 cái bức tranh chăn trâu gọi là thập mục ngưu đồ đó, quý vị thấy là ta vẽ ra mấy con trâu, 10 con trâu. Cái con trâu đầu tiên ấy là cái con trâu sừng sỏ, ương ngạnh, đen thùi hết từ đầu tới đuôi cũng có gì. Con trâu đó đó thì chỉ cho cái tâm của mình. Cái tâm phàm phu của mình giống như cái con trâu đen đó đó, thì một đồng họ nắm cái muốn đi tìm con trâu ra, họ đi tìm cái dấu của nó. Con nó chạy đâu? Nó chạy ra ngoài đồng, nó chạy đâu? Thấy cái dấu nó thấy được rồi, cầm cái nắm cỏ mà gì mà dụ nó trở về. Dụ nó trở về được rồi mới xỏ dàm nữa. Đó là như vậy, cái mình tu giống như là chăn trâu mà dụ con trâu rồi bằng cái bó cỏ non đó, rồi đem về mà xỏ dàm nữa. Lần lần nó trắng được cái đầu, nó trắng được nửa cái mình, nó trắng hết rồi còn cái đuôi, vân vân. Tức là đại khai cái tâm của mình nó giống như vậy đó. Mình phải cải tạo nó mới trắng lần lần mà trắng hết. Đó là chúng ta lúc đó thôi khỏe rồi, khỏi chăn nữa. Nhà của cô có hai người, chồng cô và bố con. Mà chồng con thì sợ chó, còn bố con thì ghét chó. Hai người này không ai ưa chó hết. Sáng hôm đó cô mở cửa thì cô phát hiện có con chó ở đâu không biết mà nó ở trước cửa đó, xương nó ướt hết, nó ngoắt đuôi, nó mừng tội nghiệp đó. Nhỏ lắm, như cái chén này thôi, như cái chén ăn cơm vậy. Cô thấy tội nghiệp quá, cô mới bê con chó vô nhà, cô lấy cái thùng giấy cạc tông, cô bỏ nó vô, con để dưới nhà bếp. Sợ hai người nó thấy, người ghét chó, người sợ chó. Mà con chó thiệt thì đâu phải con chó giả, đâu đựng trong cái thùng cạc tông. Buổi sáng, buổi chiều, đó buổi sáng lại cái nó chạy ra nó đi chơi. Thì hai người này thấy con chó mà không có ý kiến gì hết. Diệu Đức bà cũng mừng và nói thôi thì hai người này họ không ý kiến thì chắc ý kiến thì mình cũng bỏ cho đậu dám. Bà mới lấy cái máy nhiếp ảnh, bà chụp cái hình con chó, bà mới họa ra cái hình to dán trước cửa đó, ai có lạc con chó đến nhận. Không có ai nhận hết. Mà chó bên Úc quý vị biết là có khai sanh, chứ không phải chó như mình đâu. Mình làm mất con chó đó cũng bị phạt, mà ai mà bắt giữ con chó đó cũng bị phạt. Chó bên Úc họ cưng gì lắm, bị họ có
bắn cái chip nó trong cái lỗ tai của nó đi đâu tao biết hết, không có cái vụ lạc được. Thế thì không có ai tới nhận con chó hết, thì bà mới cho ăn, bà tắm rửa đồ này khác nữa. Thấy hai người trong gia đình nó cũng không có nói gì, nhưng mà không có thân thiện với chó, chỉ không có ý kiến thôi. Thì má của Diệu Đức chết thì thiêu đem cái cốt thờ ở chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì đem lên nhà đó thờ, trong cái bàn thờ thờ ở nhà. Hôm đó cô Diệu Đức mới nấu canh bầu, mới cúng cơm cho mẹ, thì cái tay bưng cái tô canh bầu thì con chó nó chạy theo. Mà Diệu Đức nó không phải nó mừng, mà cái thái độ của nó là nó đòi ăn. Cho nên á, Diệu Đức bưng cái tô canh bầu lên cúng xong rồi trở lại, cái son còn lại canh bầu đó lấy cái giá múc một giá canh bầu để vô cái thau nó, là con chó nó ăn hết, nó liếm mà có vẻ ngon lành lắm. Thế thì cô Diệu Đức hơi nghi ngờ, nghi thôi, vì chó Tây mà, nó đâu có ăn đồ Việt Nam. À, ở bên đó quý vị biết rồi, vào trong cái xốp đó, cái thức ăn chó nhỏ khác chó lớn, khác mèo nhỏ khác mèo lớn khác, chứ không phải Việt Nam mình nuôi chó rồi cái mình ăn còn dư đồ cho chó ăn, bên đó không có, thức ăn của nó riêng, sang trọng lắm, sạch sẽ lắm. Chứ không phải như mình nuôi chó nuôi mèo rồi ăn đồ ăn dư cho nó ăn, không có đâu. Thì cô Diệu Đức cổ nghi, cứ nói con chó Tây sao nó ăn canh bọc, nghi thôi. Tuần sau nữa cô mới nấu khổ qua hầm cúng má cổ, thì bưng cái tô khổ qua hầm đi cúng thì nó cũng kéo chân lại, nó đòi ăn. Cô trở lại cô lấy cái muỗng, cô sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau, nó ăn hết. Bây giờ Diệu Đức mới sợ, ăn canh bầu thì hơi nghi thôi, nhưng mà ăn khổ qua hầm lại bắt đầu sợ. Bởi vì lúc còn sống má của cô Diệu Đức là thích canh bầu với khổ qua hầm, mà con chó Tây mà ăn canh bầu với khổ qua hầm là Diệu Đức sợ. Nên cái chuyện này đặc biệt lắm, sợ quá. Thế thì bây giờ nó đổi lại là chồng của Diệu Đức đi làm về, con chó nó mừng đó, thì ông bê con chó lên cái ngực, ông đi giáp vòng cái nhà rồi mới để xuống, là cái người mà sợ chó. Còn ông bố đó là ngủ với chó. Tôi nói ngủ với chó quý vị nghe. Thì hôm đó sau khi tôi truyền giới rồi, thì cô Diệu Đức mới làm một bữa cơm chay thịnh soạn đãi khoảng 15 người. Hôm đó khoảng 15 người. Thì dọn cái bàn dài như thế này, tôi với ông bố của Diệu Đức đó là ngồi đối diện song song với nhau. Ông ăn rồi ông xuống trước tôi. Thì cô Diệu Đức mới lợi mới ngắt nhỏ nói: "Sư phụ theo dõi bố con chuẩn bị ngủ với chó." Thì tôi mới để mắt tôi theo dõi, thì ông tới, ông có cái nôi đẹp lắm, cái nôi nhỏ thế này, ông ngoắt con chó chỉ vô đó, con chó nó nhảy vô cái nồi, nó nằm xuống đó, ông bê lên giường, rồi ông nằm xuống, ông kéo cái chăn, ông đắp chó với ông chung một giường. Như vậy là người sợ chó thì bây giờ bê chó lên trên ngực đi giáp vòng, người mà ghét chó bây giờ ngủ với chó, mà con chó là ăn khổ qua hầm với canh bọc. Tôi mới hỏi cô Diệu Đức: "Vậy chứ lúc mà bà cụ mất đó, cái tư trang của bà còn để ở đâu, có ai biết không?" Cô Diệu Đức mới nói rằng: "Con biết má con còn vàng, nhưng mà cất ở đâu bố con cũng không biết. Hai chị em tụi con về, bởi vì ở bên Úc đó là cái bệnh nhân
mà khi mà bác sĩ gia đình đó họ không điều trị được thì họ gọi xe cấp cứu của cái bệnh viện trong khu vực của mình đó tới chở cái bệnh nhân đó đến bệnh viện là gia đình không có theo, cũng không có nuôi nấng gì hết. Trong đó ta làm sao ta làm hết thì người ta chở về, còn ấy chết ta đưa xuống dưới nhà hoàng, người nhà không có nuôi bệnh. Bên đó là y tế rất là đàng hoàng. Cái bà Diệu Ngọc đó, bà lớn tuổi rồi, tức là khám bệnh thường niên đó. Bữa đó bác sĩ nó gọi đó, tuần này bà đi, ngày mai bà đi khám định kỳ nha. Bà Diệu Ngọc bà nói tao chưa có rảnh. Chừng nào tao vô rảnh hả? Chưa có rảnh. Mà khám tao đó, bác sĩ nào đó, có cha người ta không? Bệnh nhân mà làm giống như là ông trời vậy đó. Ở Việt Nam mình được nghe không quý vị? Nghĩa là bệnh viện nó gọi tới khám định kỳ mà bà trả lời tao chưa rảnh, mắc đi chùa, chưa rảnh, chừng nào rảnh rồi tao gọi. Mà thằng bác sĩ nào á, khám tao chứ khác tao không chịu. Tức là cái y tế bên đó này rất là đàng hoàng, rất là chu đáo. Cho nên cái người bệnh mà xe cấp cứu của bệnh viện đến nó chở rồi theo cái lệnh của bác sĩ gia đình thì người thân của mình hoàn toàn không có dính dấp gì hết, người ta nuôi hoàn toàn hết. Như vậy là khi má con vào trong bệnh viện thì má con tắt thở, tụi con không có gần, cho nên má con không có trối lại, cũng không biết là cái tư trang của má con để đâu, cho nên bây giờ hoàn toàn không ai biết hết. Tôi mới kể cho cô Diệu Đức nghe câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Hôm nọ Đức Phật đến quá duyên nhà của cư sĩ, thì vợ chồng cư sĩ không có ở nhà. Thì con chó ở nhà đó nó thấy Đức Phật đến, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn. Mấy đứa nhỏ ra la, nó la không được, la chừng nào nó sủa nồ, nó dữ dằn lắm. Thế thì Đức Phật mới kêu tên con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thế thì con chó nó tên Ki, tên Nô gì đó, ngài kêu là tên ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì khi Đức Phật ra đi thì vợ chồng của cư sĩ đó về, thì mấy đứa con nó học lại, nó nói Đức Thế Tôn đến nhà mình, con chó nó ra nó sủa dữ lắm mà con la không có được. Cái ngày kêu tên ông nội con chó nó cụp cái đuôi, nó chạy vô nhà, nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì hai vợ chồng mới lên kỳ viên tinh xá, mới lễ Phật, mới hỏi cái nguyên nhân tại sao ngài đến nhà con mà con chó nhà con nó sủa, ngài kêu tên bố con, ngài cho vợ chồng con biết cái nguyên nhân tại sao. Đức Phật mới nói thế này: ông về ông làm theo kế hoạch của tôi thì ông sẽ rõ biết cái nguyên nhân của nó. Đấy là hai vợ chồng cư sĩ này về mới làm một cái bữa ăn thịnh soạn cho con chó đã ăn. Ăn xong rồi con chó nó đi ngủ, nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì ông cư sĩ này đến vỗ cái lưng nó nhẹ nhẹ, kêu bố, bố. Cái đồ quý giá, đồ gia bảo của cái dòng họ này bố cắt ở đâu bố chỉ cho con. Thì bây giờ con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn là nó bươi. Thì vợ chồng cư sĩ này theo cái dấu con chó bươi đó đào lên, thì đồ đạc quý giá của dòng tộc này chôn vậy đó. Sau đó vợ chồng cư sĩ này lên thưa với Đức Phật, bây giờ phải
giải quyết cái tài sản này như thế nào để mà hồi hướng cho bố con được siêu thoát. Vì bố là bây giờ là con chó giữ giữ của đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng chia làm hai ra, một nửa thì đem bố thí, một nửa thì để lại rồi gia đình lo cái hậu sự ngày mai sinh sống, còn một nửa thì đem bố thí cúng dường. Sau đó vợ chồng cư sĩ làm theo lời của Đức Phật thì cũng không lâu lắm con chó nó được qua kiếp. Đó là cái câu chuyện mà thời Đức Phật còn sanh tiền xảy ra cái vụ con chó như vậy. Cho nên tôi mới kết luận rằng có thể rằng bà trở lại giữ cái gì đó trong cái gia đình này, nhưng mà cái đó mình không biết được. Cái tư trang của bà cất ở đâu hay cái gì quý báu đó bà cất ở đâu thì mình không biết. Thế là năm nay tôi qua đó thì cái câu chuyện này nó được giải mã là cái tờ di chúc. Cái tờ di chúc bây giờ kiếm được rồi. Mà bà di chúc cho Diệu Đức đó là một phần đất nhà cửa ở Bình Chánh, quận Bình, Bình Chánh mình rất lớn. Thì hôm tôi đến nhà tôi thăm con chó, thử xem con chó nó còn sống không. Thì con chó nó con cũng còn sống. Thì tôi đang ngồi nói chuyện vậy thì cô Diệu Đức mới nghe điện thoại là công an của thành phố Hồ Chí Minh gọi bà về để mà làm cái thủ tục thừa kế. Như vậy là không phải là tư trang, không phải là vàng bạc, mà chính là cái tờ di chúc. Bây giờ thì tờ di chúc đó tìm được rồi, và cô Diệu Đức sắp về Việt Nam để mà thừa hưởng cái tài sản đó. Bởi vì cô đi cái dạng đi máy bay, chứ nếu vượt biên là không được. Đi cái dạng máy bay đó thì mới trở về, mới thừa hưởng cái tài sản di chúc được, chứ còn mấy người đi vượt biên là không được. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Qua cái năm thứ ba thì cái cô luật sư này người Thái lai Tàu, chứ không phải người Úc, mà cô ra trường cô làm luật sư này 27 năm. Thì cái cô luật sư này là học trò của cái cô luật sư hành nghề 27 năm, là mới có 5 năm ra trường, mới có 5 năm. Cũng là luật sư nhưng mà học trò với thầy với trò. Thì cô luật sư mà 5 năm đó, cô mới gọi một người thợ đến sửa cái bếp ga. Nhà cô ở có một mình, người gốc Tây Ninh. Thì cái người thợ đó mới lấy sổ tay mới ghi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó. Thì cô luật sư này mới nói là chiều thứ sáu 5 giờ tao đi làm về, mày đến tao mở cửa mày sửa. Bên đó là xài mày tao không, không có anh chị đâu như Việt Nam mình đâu. Thì chiều thứ sáu 5 giờ thì cô luật sư này về, thì cái người thợ đó cũng đến. Thì cô mở cửa cho người thợ đó sửa bếp ga. Ga bên đó thì không phải như mình là mua bình ga về xài, mà bắt đồng hồ giống như đồng hồ điện vậy. Tức là tới tháng mình tính mình trả tiền. Thì cái người thợ này sửa xong rồi thì mới khóa cái cửa, khóa cái chốt cửa trong, khóa trái đó, rồi mới hãm hiếp cô luật sư này, rồi cướp của, rồi giết người, rồi đốt nhà, coi như là bốn việc làm một lúc. Lúc nào thì không biết, nhưng mà 5 giờ thì vô đó để sửa bếp gà. Thì lúc 9 giờ đó thì cô luật sư này mới báo mộng cho người dì. Bởi vì lúc mà cô này qua Việt Nam học du học đó thì bà dì đó nuôi
coi như mẹ vậy. Bây giờ cổ ra trường rồi, cổ có nhà riêng, cổ ở riêng có một mình. Thì cô luật sư mới báo mộng cho người dì nữa: dì ơi, cái thằng thợ đó, tên đó, nó đến nó sửa bếp gà cho cháu, rồi nó hiếp cháu, nó cướp của, nó giết cháu, nó đốt nhà. Tức là nó làm bốn việc. Cô này báo mộng. Thì cái người dì này mới đánh thức ông chồng, mới lái xe tới chỗ đó, thì lửa cháy phừng phừng và công cảnh sát rồi còn đầy đường đó hết. Đúng sự thật, cái sự báo mộng là đúng sự thật. Thì cái người dì này mới báo cho cảnh sát biết rằng cái người thợ tên đó và đến sửa bếp ga cho cháu tôi vào giờ đó, và xảy ra cái vụ án này. Thì cảnh sát nó mới triệu tập cái anh chàng thợ sửa đó đến. Thì ở trong cái cặp của anh còn cái sổ tay. Cái sổ tay này thì ghi lại thứ hai sửa cho ai, thứ ba sửa cho ai, thứ tư sửa cho ai, thứ năm sửa cho ai, và chiều thứ sáu sửa cho cô luật sư này, cái sổ tay đó còn. Rồi thì cảnh sát giữ. Đúng rồi, đúng cái tên này giết người rồi. Thì một tuần sau đó là cô luật sư này báo tin lại cho bà dì nói cái nữ trang của cháu đó là nó cho người bạn gái nó nhà ở chỗ đó, cất giấu ở chỗ nào họ chỉ đàng hoàng. Thì bà dì phải báo cho cảnh sát lại là nữ trang của cháu tôi, thằng thợ sửa đó nó cho bạn gái nó cất ở đâu. Thì cảnh sát đến lấy đúng. Như vậy cái đúng thứ nhất và cái đúng thứ hai. Cái thứ ba nữa là cô luật sư này về báo mộng cho bà dì biết cái nhà của cháu đó là bảo hiểm nó đền là 470.000 đô la. Bây giờ cháu cho dì một nửa và một nửa gửi về cho má em. Vì má em với em có cái dự tính là về sửa sang lại cái nghĩa trang của ông bà, nhưng mà chưa đủ tiền. Bây giờ bảo hiểm nó đền cái nhà này thì cái công của dì hồi đó nuôi cháu, giờ cho dì một nửa, còn một nửa gửi về cho má ở Việt Nam. Thế cô luật sư mà 27 năm nghề đã, cổ nói thế này: không bao giờ tòa án xử một cái vụ án gì mà cái người chết báo mộng về mà người ta tin người ta xử, không bao giờ. Bởi vì luật pháp thì nó phải rõ ràng, hiểu nè. Chứ tại sao rồi cái người này về báo mộng mà là tòa án nó xử là sao? Thì cô luật sư này mới nói là Tây Úc này có cái vụ án này vô tiền khoan hậu. Cái vụ án mà nghe cái người chết về báo mộng mà xử mà đúng sự thật, chứ không phải là cái chuyện hoang đường. Sau đó thì tòa án ở Tây Úc mới cử một người của tòa án với cái người gì đó về Việt Nam. Việt Nam mới liên hệ với tòa đại sứ Úc tại Việt Nam về Tây Ninh, mới chụp cái hình của cái nghĩa trang đó, và chụp cái hình của bà mẹ đó, và chính quyền địa phương xác nhận rằng bà mẹ này có người con hiện ở bên Úc làm luật sư. Như vậy là về bên Úc người ta xử. Thì bây giờ đó, cái người thợ mà sửa bếp ga đó, người Úc, là tuyên án chung thân. Tôi mới hỏi cái bà luật sư đó, chứ tại sao trên thế giới
nước nào cũng có cái án tử hình, tại sao Úc là không có cái án tử hình? Tội nặng như vậy mà cũng không có tử hình. Thì bà luật sư mới nói thế này nè, cái dân tộc của Úc ngày hôm nay đó, ngày xưa là Anh nó đem tù nó nhốt, cũng giống như mình hồi chiến tranh mà đem tù ra ngoài côn đảo mà đài ngoài đó vậy. Tức là tù ở bên Anh, rồi Anh mới chở tù nó qua bên cái đảo đó nó nhốt. Cho nên cái tổ tiên của người Úc bây giờ đó, họ là tù mà không bị tử hình. Họ không bị tử hình. Cho nên bây giờ họ giữ cái truyền thống đó là gì? Tổ tiên họ không bị tử hình, cho bây giờ họ không tử hình ai hết. Đó là đặc biệt của cái dân tộc Úc là không có tử hình. Quý vị biết tôi qua đó đó, mà nội cái tiểu bang Sydney không, nó bắt heroin 3 tháng 9, 10 tháng 11 nó bắt cỡ này đâu vậy. Cái tháng 9 là 78 kg, cái tháng 10 là 580 kg, cái tháng 11 là 82 kg. Vậy mà cũng chung thân. Việt Nam là tử hình. Tử hình đó. Thì bên đó chung thân. Thì cái án mà cái thằng thợ mà sửa cái bếp ga của nhà cái cô luật sư này là 4 tội: hiếp dâm nè, cướp của nè, giết người nè, đốt nhà, mà cũng chung thân thế thôi. Rồi cái việc năm nay là chiều hôm đó tôi ăn cơm ở nhà hàng chay ở Sydney, thì vợ chồng của ông này tới mới nghe tôi qua, rồi họ mới tới đó, họ mới nhờ tôi tư vấn dùm cái việc của gia đình họ thế này. Là người chồng 72 tuổi và vợ 70 tuổi mà xin ghép thận. Thì cái cô gái này đó tai nạn giao thông, cho nên cổ hiến cái thận, thì cái ông già này lại ghép thận, cho nên cái chuyện đó bình thường. Thì sau khi mà bác sĩ họ cho biết cùng một nhóm máu, thì họ báo tin là sẽ đến bệnh viện để làm thủ tục ghép thận. Người thì hiến, một người thì cần ghép. Xong rồi thì xuất viện, sức khỏe rất tốt. Thì cái thời gian mà ghép cho đến cái thời gian nó xảy ra câu chuyện này là 2 tháng. Cái cô mà hiến cái thận đó, cổ báo mộng cho cái ông già 72 mà bị ghép đó, cô nói cái thận trong người của ông đó hiện nay là cái thận của tôi. Bây giờ ông muốn sức khỏe tốt, bình thường thì ông phải chấp nhận cái lời đề nghị của tôi. Ông phải cưới bạn gái của tôi làm vợ. Bây giờ ông già này ông muốn trả cái thận lại, không biết làm sao trả. Vì người ta nói vậy sợ, ông muốn trả mà giờ sao ông cắt ra trả, sợ lắm. Cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ. Đặt trường hợp như quý vị thì quý vị tính sao? Mình ghép thận, giờ ta nói thận của người ta, giờ mình tính sao? Trả hết cho rồi đi. Mà giờ làm sao ông trả chứ? Ông già ông nói giờ nó ngặt, không biết làm sao tu trả. Vì nó ghép vô tu nó dính rồi, giờ làm sao rứt, mà rứt ra trả thì tu chết. Nên muốn trả mà trả không được, mà để thì sợ. Cho nên ông mới hỏi tôi bây giờ giải quyết làm sao. Phải giải quyết làm sao. Tôi nói làm sao giờ? Thì giờ của người ta thì giờ ấy thì ông trả cho người ta chứ làm sao vậy? Ông lắc đầu. Thế thì tôi mới nói thôi bây giờ thế này, anh chị còn lái xe được không? Nói được. Còn lái xe được. Thì bây giờ tôi ở phương tịnh niệm Phật đường, chỗ tôi ở đó, tối anh chị lái xe tới đó rồi cùng với đạo tràng trì chú đại bi niệm Phật để hồi hướng cho cái người hiến cái thận đó. Chứ vậy thôi, cho tụi tôi tu hành tôi biết gì,
Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai đó là anh phải về Việt Nam, ở đây làm không được, về Việt Nam rồi tôi lập cái đàn giải quan bạc độ để mà giải quan cho cái người mà hiến cái thận. Bởi vì chúng ta giải mã cái vụ đó nó như thế nào lại có cái trường hợp như vậy. Bởi vì đây là hiến chứ không phải người ta ăn cắp hay là người ta cướp đoạt. Bữa nay mình đồng ý mình hiến mà. Thì bây giờ chúng ta giải mã cái việc đó cho nó ra cái việc đó, lý do tại sao có cái trường hợp đó. Là vì hai cái cô gái này đó đồng tình luyên ái. Tức là cái cô mà hiến cái thận này với cái cô bạn mà còn sống mà buộc cái ông già này phải cưới làm vợ đó, là hai cô gái này là đồng tình luyên ái. Bây giờ cái cô mà hiến cái thận này chưa siêu mà chấp cái thận này của còn là của mình. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nó có cái trường hợp thế này: ngã và ngã sở. Tôi là cái ngã đây nè, và cái sở hữu của tôi đó là ngã sở. Cái bàn của tôi, cái nhà của tôi, vân vân, cái gì cũng của tôi hết. Như vậy tôi và cái thuộc về tôi, tức là sở hữu của tôi, gọi là ngã sở. Như vậy bây giờ cái thân tứ đại này không còn, quý vị thấy không? Mà cái thận này đã ghép qua cái ông 72 tuổi này còn. Còn tất cả thì mất hết rồi, cái thận này này còn. Cho nên cái người này họ chấp cái ngã sở, cái đó của họ còn. Cho nên họ buộc cái ông già 72 này lấy cái người bạn gái đó để hai người này gặp nhau. Còn gặp nhau. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng giáo lý của nhà Phật ngài nói mà bây giờ khoa học chưa phát triển mà cái lời nói của Phật, cái lời dạy của Phật, bây giờ khoa học họ phát triển tới đâu thì họ chứng minh cái lời nói của Đức Phật là đúng không sai chỗ nào. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ thế này, quý vị thấy nè, hai người trai gái họ thương với nhau. Rồi cái người gái đó họ không thương nữa. Họ chia tay thì cái người trai này họ giết liền. Thế thì tại sao giết? Ở ngoài đời xã hội họ nói tại vì cái cậu trai này thương cái cô gái đó, không phải thương đâu. Không phải thương. Nói như vậy không đúng. Bởi vì cái người trai này đó đã tự thấy cái ngã của mình nó bị gì? Bị xúc phạm. Cho nên bảo vệ cái ngã, thương cái ngã này chứ không phải thương cái cô gái đó. Không phải. Nói theo giáo lý của nhà Phật, nếu nói thương thì lúc nào cũng thương, bao giờ cũng thương, tình huống nào cũng thương. Chứ tại sao người ta nói ta không thương nữa là giết? Hả nè? Thế thì cái câu chuyện đó ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, thì giữa vua Ba Tư Nặc và Mạc Lị Phu Nhân tranh tụng với nhau cái chỗ này. Tôi lặp lại chỗ đó quý vị. Mạc Lị Phu Nhân hỏi vua Tịnh Phạn: chứ hoàng thượng thương ai nhất trên đời này? Bệ hạ thương ai nhất trên đời này? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói là: trẫm thương ái phi nhất trên đời này, vợ thương chồng. Thì nói như vậy là hợp lý rồi, đâu có gì đâu mà sai chỗ nào. Thấy không nè? Vợ hỏi chồng thì chồng trả lời như vậy thì đúng quá rồi. Mạc Lị mới hỏi lại lần thứ hai nữa: trẫm nói như vậy chắc chưa? Vua Ba Tư Nặc nó gật đầu: trẫm nói trẫm thương ái phi nhất. Nếu như ái phi ngoại tình thì bệ hạ nghĩ sao? Vua Ba Tư Nặc ông nghiến răng, ông nói trẫm chém đầu. Như vậy đâu phải là nhất.
đúng không? Rõ ràng chưa? Đâu phải là nhất. Nếu vua Ba Tư Nạc mà thương hoàng hậu Mạc Lị nhất thì Mạc Lị có ngoại tình có gì cũng phải thương, bởi vì nhất mà. Đằng này ta mới nói ta ngoại tình mà chưa ngoại tình nữa là chém đầu. Nhi có phải là gì thương cái ngã này không? Cái ngã này bị gì? Bị xúc phạm, chứ đâu phải là thương hoàng hậu Mạc Lị nhất. Thế gian họ nói là cái cậu nam này thương cái người nữ đó nhất, cho nên cái người nữ đó chia tay người nam. Không phải thương mà là bảo thủ cái ngã của mình. Cho nên hai cái cô gái này đã chết rồi, bây giờ còn cái thận này ghép cho cái ông già này, buộc ông già mới lấy cái cô gái bạn này làm vợ để hai người này gặp nhau, tức là ngã và ngã sở. Còn chúng ta học giáo lý Phật rồi chúng ta mới chiêm nghiệm, chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu, chứ nói theo cái kiểu thế gian thì không được. Đó nè, ví dụ như người thế gian nói chết là hết cát bụi, trở về với cát bụi, đó thế gian nói đó. Nhưng mà đạo Phật nó không phải còn chứ không mất, còn chứ không mất. Còn cái gì? Còn cái nghiệp và cái thần thức. Cái não không phải, cái bộ não không phải, cái thần thức và cái nghiệp. Như vậy cái mà thế gian nói mất hết thì trong giáo lý nhà Phật nó còn, đó không? Cái nghiệp và cái thần thức của con người nó còn, nó tồn tại, cho nên dẫn nghiệp đi thọ báo. Chứ còn cái thân xác này, tứ đại này, ngũ tạng lục phủ này, nó là cát bụi, trở về với cát bụi. Nhưng mà còn một cái thế gian không thấy được, thế gian không biết được. À, như vậy là 4 năm tôi đi hoằng pháp nó có 4 việc. Thế bây giờ hai cái việc còn một việc nữa là khi tôi còn ở Việt Nam thì cái cô Phật tử này cổ mới điện về, cổ mới nói thưa thầy, nhân cái dịp thầy hoằng pháp ở Úc, đám tuần 49 ngày của bố con mời thầy đến dự. Thầy hoan hỷ, tôi nói được, ở Việt Nam thì không dám hứa, chứ còn qua Úc thì giữ bình thường, đâu có gì đâu. Thì hôm đó là tôi giảng ở chùa Huyền Quang, mà cái đám trai tăng đó cúng ở Ni Viện Thiện Hòa, thì xe chạy khoảng 30 phút tới. Mà cái buổi giảng của tôi là 12 giờ mới mãn, còn bên đó cúng là 11 giờ cúng. Tôi không dự được cái lễ đó, lễ trung thất đó tôi không có dự được. Không có nghĩa là tôi từ chối, mà cái buổi giảng tôi chưa hết giờ cho nên tôi không đến dự cái lễ trai tăng đó. Còn khi ở Việt Nam thì tôi hứa, nhưng mà qua đó tôi dự không được. Thì tối đó đó ông cụ đó về mới báo mộng cho người con gái đó là cái đám trai tăng của bố đó không có pháp sư dự nha con. Sáng cô đã mới đến Ni Viện Thiện Hòa hỏi ni sư trụ trì, chứ hôm qua 18 vị tăng ni tụi con mời cúng trai tăng đó, có vị nào là pháp sư không? Thì ni sư trụ trì mới nói dạ không, hòa thượng Giác Hạnh là pháp sư, ngài ở bên Phương Tịnh Niệm Phật Đường. Còn hôm qua đó 18 vị đó là không có ai là pháp sư cả. Sau đó ni sư mới chỉ cái cách, bây giờ cô qua đó cô thưa với hòa thượng sự việc nó như vậy đó, xem hòa thượng dạy làm sao. Thì cô đó mới đến Phương Tịnh Niệm Phật Đường gặp tôi mới trình bày cái việc đó. Tôi nói rằng tôi không có từ chối dự cái lễ trai tăng đó, nhưng lý do là bên đó cúng 11 giờ mà cái buổi giảng của tôi bên chùa Huyền Quang là 12 giờ, cho nên tôi không đi dự được. Bây giờ ông cụ nói như vậy đó, thì bây giờ cô về cô sắm cái lễ giống như là cúng dường cho 18 vị ngày hôm qua đó, giống nhau như vậy, rồi cô mang tới đây. Rồi tôi mới lên bàn Phật,
Rồi cô mới quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, rồi tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó, thử xem coi nó kết quả nó ra làm sao, chứ bây giờ mình chữa cháy thôi chứ biết làm sao. Cô về cô sắm một cây lễ, cô mang tới, tôi mặc áo lễ lên bàn Phật, tôi ngồi đó, cô quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó, êm, không có chuyện gì hết. Như vậy là mời đám mà cái vị pháp sư đó không đi được cũng về báo cho biết. Rồi sau khi tôi về Việt Nam thì chùa tôi nó xảy ra một cái chuyện thế này. Cái ông cụ này là có 2 tuổi, cái tuổi thật của ông đó là 84, mà cái tuổi giấy là 82. Lúc mà ông từ trần đó thì khai tử, thì lấy cái giấy chứng minh đó đi khai, rồi đem cái tuổi đó vô chùa đặng cúng thất. Áo nè, thế thì ông về ông báo với con ông nói bố không phải cái tuổi đó mà ông thầy nhỏ đọc hoài, thì ở nhà ông đệ tử tôi ở nhà cúng thất thì phục nguyện 82. Ông về ông nói ông không phải tuổi đó mà ông thầy nhỏ đọc hoài. Thì cái cô đó, cô con gái nó mới chạy ra mấy thưa với cái thầy đệ tử tôi, nói bố con nói vậy là sao. Ông đệ tử tôi nói lỗi ở gia đình, đâu phải lỗi tại chùa. Thì bây giờ để 82 tuổi tôi đọc 82, mà 84 tôi đọc 84 cho theo yêu cầu của gia đình, chứ tôi đâu có thêm bớt gì. Thôi bây giờ ghi lại đi, ghi 84 tôi đọc lại, thì tôi về đó cúng thất thứ tư tôi lên tôi phục nguyện 84 tuổi em. Cho nên gia đình quý vị cũng thận trọng đó. Hồi chiến tranh hay thay đổi tuổi tác lắm, đi lính đồ này kia khác nữa. Mà nhớ là lấy cái tuổi cha mẹ đẻ đó để phục nguyện, đừng có phục nguyện theo cái giấy không chịu đâu nha. Rồi còn chuyện nữa. Chuyện này mới là đặc biệt á. Tôi đi Úc tôi về, thì ở bên Úc người ta có gửi tiền về để cho cái làng mù ở dưới Vĩnh Châu, ở dưới Sóc Trăng. Cái làng mù đó hiện nay là mù trên 1.000 người. Hôm đó tôi về tôi cho cái mù mà mù hết 2 con đó là 368 người. Còn cái mù 1 con cái chuẩn bị mù đó là trên 800 người. Chuẩn bị mù với lại mù 1 con trên 800. Tức là họ trồng hành, hành củ đỏ đỏ đó, rồi họ dùng cái thuốc để họ bảo quản cái hành đó. Khi mà hành nó lên giá rồi họ đem họ bán, họ mới sửa sạn, họ lặt, họ kia khác nọ, rồi tay chân họ làm sao đó đuôi hết trơn. Chứ còn trồng hành đảo Lý Sơn người ta cũng trồng cả cái đảo đó, trồng hành trồng tỏi có ai đuôi đâu. Đó nè, ở Phan Rang ta cũng trồng hành, ở Bình Định ta cũng trồng hành, nhưng mà đặc biệt ở cái làng Vĩnh Châu đó là mù hết. Thì tôi quan sát là tôi thấy rằng họ không có nghèo, nhưng mà họ có tật nguyền chứ không nghèo, là do cái sử dụng cái thuốc độc. Thì tối hôm đó tôi ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu. Cái nhà của Công Tử Bạc Liêu bây giờ làm cái khách sạn lớn lắm. Mình hồi giờ cũng chưa biết khách sạn Công Tử Bạc Liêu nhà không sang trọng sao, bữa đó xuống nó ghé nó ngủ coi cho biết, cái nhà nó chút sàn lắm quý vị, sàn lắm. Thời hồi xưa đó mà cái nhà đó là sàn lắm. Tức là ở bên ngoài thì sửa sang rồi chút đỉnh, chứ còn ở trong nội thất thì còn nguyên hết, còn tốt lắm. Thì khoảng 9 giờ tôi mới nghe một cái cuộc điện thoại ở Đồng Tháp. Anh này anh gọi cho tôi mà không biết anh xin số điện thoại đâu, biết anh gọi. Tôi không quen với anh này. Em mới nói thưa thầy, nhà hiện giờ tôi có một cái chuyện rắc rối lắm, nhờ thầy tư vấn giúp giùm. Tôi hỏi chuyện gì? Anh nói là năm 70 tôi làm việc chung với thằng Mỹ ở Biên Hòa, ở khu Long Bình. Tôi có mượn nó 500 đô mà tôi không có trả. Năm 72 thì nó về nước hết, Mỹ nó rút về nước hết. Bây giờ nó chết rồi, về nó đòi nợ tôi.
tôi mới quýnh quá. Thì khi nó nói vậy tôi biết, tôi có mượn nó tôi nhớ mà tôi biết mà. Mà tôi thấy cái hình thần Mỹ đàng hoàng đó. Thì tôi mới ghé chùa tôi nói với mấy sư đó, giờ mấy sư giúp giùm, mấy sư nói thôi bây giờ anh coi $100 là bao nhiêu mà nhân ra cho 5 lần thì mua gạo hết bố thí cho người ta, tức là trả nợ cho thằng Mỹ đó. Tôi làm đúng đàng hoàng. Tôi hỏi đô la nhiều, tôi bỏ tiền ra đúng 500 vậy tôi mua gạo tôi bố thí. Nó về nó đòi nữa nè. Tôi nói trời đất ơi, thì bố thí là bố thí, còn trả nợ là trả nợ, chứ mà bố thí là trả nợ sao được, làm cái chuyện đó nó trật. Ví dụ bây giờ người A mắc nợ người B, người A mắc nợ người B, bây giờ cái ông B ông tới ông đòi cái đem mua gạo cho hàng xóm thôi nè, làm sao người ta chịu? Cái chuyện đơn giản vậy mà cũng dại nữa, làm cái chuyện trật trời. Giờ tôi sợ quá, giờ không biết làm sao, tốn tiền rồi bây giờ nó đòi nữa. Vậy tôi hỏi giờ anh có muốn trả? Nó trả muốn, bây giờ trả gửi cho tôi trả cho. Trả không? Nó trả. Anh gửi cho tôi 3 lần, lần 2 triệu, lần 10 triệu, lần 5 triệu, giờ tôi giữ 17 triệu. Tôi phải trả chứ sao, phải trả. Phải trả sao mới được, mới hợp pháp. Nói nè, là phải làm cái lễ bạch với Tam Bảo, bạch với Phật mới được. Chứ đâu phải đem cho người nghèo đó em đó. Bạch cho Phật nói rõ cái chuyện này, người này mắc nợ người này số tiền là bao nhiêu, cách đây mấy chục năm. Bây giờ cái số tiền này cái người này trả, đồng ý trả. Nhưng bây giờ chết rồi này làm sao lại đem đốt $500, mang tội, ở tù nữa. Thôi thì cái tiền này là xung vào Tam Bảo. Thì cái người trả nợ cũng có phước, mà người đòi nợ cũng có phước. Phải bạch với Đức Phật mới được, có Tam Bảo chứng minh mới được. Chứ còn không có Tam Bảo chứng minh là không được. Đâu phải chuyện đơn giản. Thôi thì từ nay tới Tết tôi cũng phải có cái giờ nào đó để trả nợ dùm cho cái anh đó cho nó rồi. Chứ nên mình giữ mai mốt này rồi tôi chết rồi mắc nợ nữa đó. Mắc nợ. Hôm nay kể hết mấy chuyện quý vị nghe đúng không? Thì bây giờ nữa thôi thì cũng gần cuối năm, công việc của mình tu hành tháng này tức là còn có tháng sau nữa là hết năm, qua cái năm mới thì thường thường đó chúng ta có cái quan niệm thế này của cái người Việt của chúng ta là năm mới việc mới, năm mới rồi phải việc mới. Bây giờ chúng ta nói cái mới rồi sao nó mới, thì ngày nào cũng là ngày. Tháng 12 thì qua cái tháng giêng thì cũng ngày thế thôi đó. Nhưng mà nó thay đổi cái tư tưởng chứ không có ngày nào mới hết. Có những cái việc mới nó tốt hơn. Trên đó là cái quan niệm của ông bà tổ tiên mình từ hồi xưa tới giờ, tức là năm cũ đã qua, năm mới bước tới, bỏ cái gì xấu cũ và đón mừng cái năm mới cho nó tốt đẹp. Đó là tôi nói cái tập quán của người Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói về người tu hành. Người tu hành của mình á, lúc nào cũng đổi mới hết. Cho nên cái từ cải tạo là cái từ đó của Phật giáo đó. Cải tạo là của Phật giáo. Sám hối là của Phật giáo. Tư duy là của Phật giáo. Cái từ cải tạo mình nghe nó đi cải tạo sợ quá, đúng không? Nghe nó sợ cải tạo quá. Không phải đâu, của Phật giáo đó. Chữ cải có nghĩa là thay đổi. Chữ cải có nghĩa là này, tạo tức là tạo cái gì cho nó mới, nó đẹp, nó tốt. Cũng giống như là cái chùa mà ai tới mà phá cái chùa, đập cái chùa đó thì ở tù. Quý vị thấy không?
Nhưng mà thầy trụ trì đập cái chùa thì Phật tử ta mừng tay mừng, tại vì ông thầy cải tạo. Còn cái người đó họ tới họ phá hoại thì ở tù. Còn thầy trụ trì đập cái chùa là thầy trụ trì cải tạo. Thế là cải tạo cái chùa. Cho nên đập cái chùa cũ làm cái chùa mới thì bổn đạo người ta mừng chứ sao. Người ta mừng. Như vậy mình cải tạo được cái gì? Cái vật chất. Còn cái tâm hồn của mình, cái tâm của mình phải cải tạo. Tu hành có nghĩa là cải tạo. Hồi xưa năm ngoái cũ nó khác, bây giờ nó mới, là chúng ta phải cải tạo cho nó tốt. Như vậy năm rồi mình tu nó dở, phải không? Năm 2012 này, năm Nhâm Thìn mình tu nó dở, thì qua cái năm 2013 này mình cải tạo cho nó tốt một chút nữa. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả người tu hành của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia, mà có cái tư tưởng cải tạo cái tâm của mình thì thành Phật sớm. Không có cái gì chểnh mảng, không có cái gì lo âu hết. Mà mình cứ đứng đó mình dậm chân mình không cải tạo thì thua. Cho nên ý chúng tôi muốn nhắc là đạo tràng có pháp thường đó, là cái cũ chúng ta bỏ, bây giờ chúng ta sang cái mới là chúng ta phải đổi mới. Phải đổi mới. Đổi mới không có nghĩa là mặc cái áo mới. Đổi mới không có nghĩa là cái nhà mới, chiếc xe mới, mà đổi mới bằng cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Bởi vì tất cả, tôi nhớ nên tất cả nè, là do tâm của chúng ta khởi lên, rồi cái thân này, cái miệng này mới là làm theo cái tâm. Hành động thì theo sau tư tưởng. Tư tưởng mình khởi lên, rồi nó cái hành động, cái thân này hành động, cái miệng hành động, nhưng mà cái tâm thì quyết định. Cho nên chúng ta tu đó là có hai cách tu. Tu tâm là một, tu tướng là hai. Mà đa số đó thì chúng ta tu tướng dễ hơn tu tâm. Bởi vì tu tướng nó dễ đó, mặc áo tràng cái thấy tu, mang sâu chuỗi cái thấy tu được, lên đốt nhang bằng Phật thấy tu, mà cái tâm mình tu chưa? Đó nè, mình hỏi cái tâm mình tu chưa? Như vậy là lấy cái sự đó, áo tràng đó, kinh đó, chuông mở đó, vân vân, lấy cái sự tướng đó để mà nhắc nhở cái tâm của mình. Chứ mình chấp cái tướng đó, mình nói cái đó là tu thì chưa đúng. Mà phải là cái tâm này mới là chính. Cho nên mình mặc áo tràng, mình mang chuỗi hạt thì mình không dám nói những cái lời độc hại. Bởi vì từ cái tướng này nè, nó kìm cái tâm. Cho nên ở đời người ta nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại là vậy. Rõ ràng chưa? Cho nên mình phải kiểm điểm cái tâm mình trước, có tướng, không bỏ tướng mà không có bỏ tâm. Đó nè. Mình phải nói rõ ràng, lý sự viên dung đạo Phật, không có bỏ tướng mà cũng không có bỏ tâm, tới lý sự viên dung. Nhờ có sự mà mới hiển lý, nhờ có lý mà sự nó mới thông. Bây giờ quý vị ra ngoài sân, quý vị đứng sắp hàng, quý vị tụng kinh cũng được, không có sao hết. Nhưng mà quý vị vô trong cái bàn Phật nó lại khác. Mình vô trong chánh điện là có Phật nè, có tượng Phật nè, có chuông mỏ nhang đèn, cái tướng đó là nó làm cho cái tâm mình nó dễ buộc, nó dễ tịnh. Còn mình ra ngoài đường mình sắp hàng mình tụng kinh rồi đủ thứ chuyện trên đời hết, người này dòm người kia dòm người nọ, mình mong trời đất, tâm nó không có buộc, nó không có an tịnh được. Mà nhờ giờ cái chánh điện đó, cái sự đó nó buộc tâm, cho nên lý sự phải viên dụng. Nhưng mà cái quan trọng của người tu chúng ta là phải để cải hóa nội tâm.
cải hóa nội tâm. Tức là mình không cải tạo cái tâm của mình thì mình để nó ù lì, nó giống như hồi nào rồi đó, thì thôi thì không bao giờ. Cho nên cái bức tranh, 10 cái bức tranh trăn trâu gọi là thập mục ngưu đồ đó, quý vị thấy là ta vẽ ra mấy con trâu, 10 con trâu. Cái con trâu đầu tiên ấy là cái con trâu sừng sỏ, ương ngạnh, đen thùi hết từ đầu tới đuôi cũng có gì. Con trâu đó đó thì chỉ cho cái tâm của mình. Cái tâm phàm phu của mình giống như cái con trâu đen đó đó, thì một đồng họ nắm cái muốn đi tìm con trâu là họ đi tìm cái dấu của nó. Còn nó chạy đâu? Nó chạy ra ngoài đồng, nó chạy đâu? Thấy cái dấu nó thấy được rồi, cầm cái nắm cỏ mà gì mà dụ nó trở về. Dụ nó trở về được rồi mới xỏ dàm nữa. Đó là như vậy, cái mình tu giống như là chăn trâu mà dụ con trâu rồi bằng cái bó cỏ non đó, rồi đem về mà xỏ dàm nó, lần lần nó trắng được cái đầu, nó trắng được nửa cái mình, nó trắng hết, nó còn cái đuôi vân vân. Tức là đại khai cái tâm của mình nó giống như vậy đó, mình phải cải tạo nó mới trắng lần lần mà trắng hết. Đó là chúng ta lúc đó thôi khỏe rồi, khỏi chăn nữa. Nhà của cô có 2 người, chồng cô và bố con. Mà chồng con thì sợ chó, còn bố con thì ghét chó. 2 người này không ai ưa chó hết. Sáng hôm đó cô mở cửa thì cô phát hiện có con chó ở đâu không biết mà nó ở trước cửa đó, xương nó ướt hết, nó ngoắt đuôi, nó mừng tội nghiệp rồi, nhỏ lắm, như cái chén này thôi, như cái chén ăn cơm mình. Cô thấy tội nghiệp quá, cô mới bê con chó vô nhà, cô lấy cái thùng giấy cạc tông, cô bỏ nó vô, con để dưới nhà bếp, sợ 2 người nữa thấy, người ghét chó, người sợ chó. Mà con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả đâu, đựng trong cái thùng cạc tông. Buổi sáng, buổi chiều, đó buổi sáng lại cái nó chạy ra nó đi chơi. Đó thì 2 người này thấy con chó mà không có ý kiến gì hết. Diệu Đức bà cũng mừng và nói, thôi thì 2 người này họ không ý kiến thì chắc ý kiến thì mình cũng bỏ cho đậu dám. Bà mới lấy cái máy nhiếp ảnh, bà chụp cái hình con chó, bà mới họa ra cái hình to dán trước cửa đó, ai có lạc con chó đến nhận, không có ai nhận hết. Mà chó bên Úc quý vị biết là có khai sanh, chứ không phải chó như mình đâu. Mình làm mất con chó đó cũng bị phạt, mà ai mà bắt giữ con chó đó cũng bị phạt. Chó bên Úc họ cưng gì lắm, bị họ có bắn cái chip nó trong cái lỗ tai của nó đi đâu tao biết hết, không có cái vụ lạc được. Thế thì không có ai tới nhận con chó hết. Thì bà mới cho ăn, bà tắm rửa đồ này khác nữa. Thấy 2 người trong gia đình nó cũng không có nói gì, nhưng mà không có thân thiện với chó, chỉ không có ý kiến thôi. Thì má của Diệu Đức chết thì thiêu đem cái cốt thờ ở chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì đem lên nhà đó thờ, trong cái bàn thờ thờ ở nhà. Hôm đó cô Diệu Đức mới nấu canh bầu, mới cúng cơm cho mẹ. Thì cái tay bưng cái tô canh bầu thì con chó nó chạy theo. Mà Diệu Đức nó không phải nó mừng, mà cái thái độ của nó là nó đòi ăn. Cho nên á, Diệu Đức bưng cái tô canh bầu lên cúng xong rồi trở lại cái son còn lại canh bầu đó, lấy cái giá múc một giá canh bầu để vô cái thau nó, là con chó nó ăn hết, nó liếm mà có vẻ ngon lành đó. Thế thì cô Diệu Đức hơi nghi ngờ, nghi thôi, vì chó Tây mà, nó đâu có ăn đồ Việt Nam. Ở bên đó quý vị biết rồi, vào trong cái shop đó, cái thức ăn chó nhỏ khác, chó lớn khác, mèo nhỏ khác, mèo lớn khác. Chứ không phải Việt Nam mình nuôi chó rồi cái mình ăn còn dư đồ cho chó ăn, bên đó không có.
thức ăn của nó riêng, sang trọng lắm, sạch sẽ lắm. Chứ không phải như mình nuôi chó nuôi mèo rồi ăn đồ ăn dư cho nó ăn, không có đâu. Thì cô Diệu Đức cũng nghi, cô nói con chó Tây sao nó ăn canh bọc, nghi thôi. Tuần sau nữa cô mới nấu khổ qua hầm cúng má cổ, thì bưng cái tô khổ qua hầm đi cúng thì nó cũng kéo chân lại, nó đòi ăn. Cô trở lại cô lấy cái muỗng, cô sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau, nó ăn hết. Bây giờ Diệu Đức mới sợ. Ăn canh bầu thì hơi nghi thôi, nhưng mà ăn khổ qua hầm lại bắt đầu sợ. Bởi vì lúc còn sống má của cô Diệu Đức là thích canh bầu với khổ qua hầm, mà con chó Tây mà ăn canh bầu với khổ qua hầm là Diệu Đức sợ. Nên cái chuyện này đặc biệt lắm, sợ quá. Thế thì bây giờ nó đổi lại là chồng của Diệu Đức đi làm về, con chó nó mừng đó, thì ông bê con chó lên cái ngực, ông đi giáp vòng cái nhà rồi mới để xuống. Là cái người mà sợ chó. Còn ông bố đó là ngủ với chó. Tôi nói ngủ với chó quý vị nghe. Thì hôm đó sau khi tôi truyền giới rồi, thì cô Diệu Đức mới làm một bữa cơm chay thịnh soạn đãi khoảng 15 người. Hôm đó khoảng 15 người. Thì dọn cái bàn dài như thế này, tôi với ông bố của Diệu Đức đó là ngồi đối diện song song với nhau. Ông ăn rồi ông xuống trước tôi. Thì cô Diệu Đức mới lợi mới ngắt nhỏ nói: sư phụ theo dõi bố con chuẩn bị ngủ với chó. Thì tôi mới để mắt tôi theo dõi. Thì ông tới, ông có cái nôi đẹp lắm, cái nồi nhỏ thế này, ông ngoắt con chó chỉ vô đó, con chó nó nhảy vô cái nồi, nó nằm xuống đó, ông bê lên giường, rồi ông nằm xuống, ông kéo cái chăn, ông đắp chó với ông chung một giường. Như vậy là người sợ chó thì bây giờ bê chó lên trên ngực đi giáp vòng, người mà ghét chó bây giờ ngủ với chó, mà con chó là ăn khổ qua hầm với canh bọc. Tôi mới hỏi cô Diệu Đức: vậy chứ lúc mà bà cụ mất đó, cái tư trang của bà còn để ở đâu, có ai biết không? Cô Diệu Đức mới nói rằng: con biết má con còn vàng, nhưng mà cất ở đâu bố con cũng không biết. Hai chị em tụi con về, bởi vì ở bên Úc đó là cái bệnh nhân mà khi mà bác sĩ gia đình đó họ không điều trị được thì họ gọi xe cấp cứu của cái bệnh viện trong khu vực của mình đó tới chở cái bệnh nhân đó đến bệnh viện, là gia đình không có theo, cũng không có nuôi nấng gì hết. Trong đó ta làm sao ta làm hết thì người ta chở về, còn ấy chết ta đưa xuống dưới nhà hoàng, người nhà không có nuôi bệnh. Bên đó là y tế rất là đàng hoàng. Cái bà Diệu Ngọc đó, bà lớn tuổi rồi, tức là khám bệnh thường niên đó. Bữa đó bác sĩ nó gọi đó: tuần này bà đi, ngày mai bà đi khám định kỳ nha. Bà Diệu Ngọc bà nói: tao chưa có rảnh. Chừng nào tao vô rảnh hả? Chưa có rảnh. Mà khám tao đó, ông bác sĩ nào đó, có cha người ta không? Bệnh nhân mà làm giống như là ông trời vậy đó. Ở Việt Nam mình được vậy không quý vị? Nghĩa là bệnh viện nó gọi tới khám định kỳ mà bà trả lời: tao chưa rảnh, mắc đi chùa, chưa rảnh. Chừng nào rảnh rồi tao gọi. Mà thằng bác sĩ nào á, trừ khám tao chứ khác tao không chịu. Tức là cái y tế bên đó này rất là đàng hoàng, này rất là chu đáo. Cho nên cái người bệnh mà xe cấp cứu của bệnh viện đến nó chở rồi theo cái lệnh của bác sĩ gia đình thì người thân của mình hoàn toàn không có dính dấp gì hết, người ta nuôi hoàn toàn hết.
Như vậy là khi má con vào trong bệnh viện thì má con tắt thở, tụi con không có gần, cho nên má con không có trối lại, cũng không biết rằng cái tư trang của má con để đâu, cho nên bây giờ hoàn toàn không ai biết hết. Tôi mới kể cho cô Diệu Đức nghe câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Hôm nọ Đức Phật đến quá duyên nhà của cư sĩ, thì vợ chồng cư sĩ không có ở nhà, thì con chó ở nhà đó nó thấy Đức Phật đến, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn luôn. Mấy đứa nhỏ ra la nó la không được, la chừng nào nó sủa nồ nó dữ dằn lắm. Thế thì Đức Phật mới kêu tên con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thấy gì con chó nó tên Ki, tên Nô gì đó, ngài kêu là tên ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì khi Đức Phật ra đi thì vợ chồng của cư sĩ đó về, thì mấy đứa con nó học lại, nó nói Đức Thế Tôn đến nhà mình, con chó nó ra nó sủa dữ lắm mà con la không có được. Cái ngày kêu tên ông nội con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì hai vợ chồng mới lên kỳ viên tinh xá, mới lễ Phật, mới hỏi cái nguyên nhân tại sao ngài đến nhà con mà con chó nhà con nó sủa, ngài kêu tên bố con, ngài cho vợ chồng con biết cái nguyên nhân tại sao. Đức Phật mới nói thế này: ông về ông làm theo kế hoạch của tôi thì ông sẽ rõ biết cái nguyên nhân của nó. Thế là hai vợ chồng cư sĩ này về mới làm một cái bữa ăn thịnh soạn cho con chó đã ăn. Ăn xong rồi con chó nó đi ngủ, nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì ông cư sĩ này đến vỗ cái lưng nó nhẹ nhẹ, kêu bố, bố. Cái đồ quý giá, đồ gia bảo của cái dòng họ này bố cất ở đâu, bố chỉ cho con. Thì bây giờ con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn là nó bươi. Thì vợ chồng cư sĩ này theo cái dấu con chó bươi đó đào lên, thì đồ đạc quý giá của dòng tộc này chôn vậy đó. Sau đó vợ chồng cư sĩ này lên thưa với Đức Phật, bây giờ phải giải quyết cái tài sản này như thế nào để mà hồi hướng cho bố con được siêu thoát. Vì bố là bây giờ là con chó giữ của đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng chia làm hai ra, một nửa thì đem bố thí, một nửa thì để lại rồi gia đình lo cái hậu sự ngày mai sinh sống, còn một nửa thì đem bố thí cúng dường. Sau đó vợ chồng cư sĩ làm theo lời của Đức Phật, thì cũng không lâu lắm con chó nó được hóa kiếp. Đó là cái câu chuyện mà thời Đức Phật còn sanh tiền xảy ra cái vụ con chó như vậy. Cho nên tôi mới kết luận rằng có thể rằng bà trở lại giữ cái gì đó trong cái gia đình này, nhưng mà cái đó mình không biết được. Cái tư trang của bà cất ở đâu, hay cái gì quý báu đó bà cất ở đâu thì mình không biết. Thế là năm nay tôi qua đó thì cái câu chuyện này nó được giải mã là cái tờ di chúc. Cái tờ di chúc bây giờ kiếm được rồi. Mà bà di chúc cho Diệu Đức đó là một phần đất nhà cửa ở Bình Chánh, quận Bình, Bình Chánh mình rất lớn. Thì hôm tôi đến nhà tôi thăm con chó, thử xem con chó nó còn sống không. Thì con chó nó cũng còn sống.
Thì tôi đang ngồi nói chuyện vậy thì cô Diệu Đức mới nghe điện thoại là công an của thành phố Hồ Chí Minh gọi bà về để mà làm cái thủ tục thừa kế. Như vậy là không phải là tư trang, không phải là vàng bạc, mà chính là cái tờ di chúc. Bây giờ thì tờ di chúc đó tìm được rồi, và cô Diệu Đức sắp về Việt Nam để mà thừa hưởng cái tài sản đó. Bởi vì cô đi cái dạng đi máy bay, chứ nếu vượt biên là không được. Đi cái dạng máy bay đó thì mới trở về, mới thừa hưởng cái tài sản di chúc được, chứ còn mấy người đi vượt biên là không được. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Qua cái năm thứ ba thì cái cô luật sư này người Thái lai Tàu, chứ không phải người Úc, mà cô ra trường cô làm luật sư này 27 năm. Thì cái cô luật sư này là học trò của cái cô luật sư hành nghề 27 năm, là mới có 5 năm ra trường, mới có 5 năm, cũng là luật sư nhưng mà học trò với thầy với trò. Thì cô luật sư mà 5 năm đó, cổ mới gọi một người thợ đến sửa cái bếp ga. Nhà cô ở có một mình người gốc Tây Ninh. Thì cái người thợ đó mới lấy sổ tay mới ghi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó. Thì cô luật sư này mới nói là chiều thứ sáu 5 giờ tao đi làm về, mày đến tao mở cửa mày sửa. Bên đó là xài mày tao không, không có anh chị được như Việt Nam mình đâu. Thì chiều thứ sáu 5 giờ thì cô luật sư này về, thì cái người thợ đó cũng đến, thì cô mở cửa cho người thợ đó sửa bếp ga. Ga bên đó thì không phải như mình là mua bình ga về xài, mà bắt đồng hồ giống như đồng hồ điện vậy, tức là tới tháng mình tính mình trả tiền. Thì cái người thợ này sửa xong rồi thì mới khóa cái chốt cửa trong, khóa trái đó, rồi mới hãm hiếp cô luật sư này, rồi cướp của, rồi giết người, rồi đốt nhà, coi như là 4 việc làm một lúc. Lúc nào thì không biết, nhưng mà 5 giờ thì vô đó để sửa bếp ga. Thì lúc 9 giờ đó thì cô luật sư này mới báo mộng cho người dì. Bởi vì lúc mà cô này qua Việt Nam học du học đó thì bà dì đó nuôi, coi như mẹ vậy. Bây giờ cô ra trường rồi, cô có nhà riêng, cô ở riêng có một mình. Thì cô luật sư mới báo mộng cho người dì nữa: dì ơi, cái thằng thợ đó tên đó, nó đến nó sửa bếp ga cho cháu, rồi nó hiếp cháu, nó cướp của, nó giết cháu, nó đốt nhà, tức là nó làm bốn việc. Cô này báo mộng. Thì cái người dì này mới đánh thức ông chồng, mới lái xe tới chỗ đó, thì lửa cháy phừng phừng và công cảnh sát rồi còn đầy đường nữa hết. Đúng sự thật, cái sự báo mộng là đúng sự thật. Thì cái người dì này mới báo cho cảnh sát biết rằng cái người thợ tên đó và đến sửa bếp ga cho cháu tôi vào giờ đó, và xảy ra cái vụ án này, thì cảnh sát nó mới triệu tập cái anh chàng thợ sửa đó đến. Thì ở trong cái cặp của anh còn cái sổ tay. Cái sổ tay này thì ghi lại thứ hai sửa cho ai, thứ ba sửa cho ai, thứ tư sửa cho ai, thứ năm sửa cho ai, và chiều thứ sáu sửa cho cô luật sư này, cái sổ tay đó còn. Rồi thì cảnh sát giữ. Đúng rồi, đúng cái tên này giết người rồi.
Thì một tuần sau đó là cô luật sư này báo tin lại cho bà dì, nói cái nữ trang của của cháu đó là nó cho người bạn gái nó nhà ở chỗ đó, cất giấu ở chỗ nào họ chỉ đàng hoàng. Thì bà dì phải báo cho cảnh sát lại là nữ trang của cháu tôi, thằng thợ sửa đó nó cho bạn gái nó cất ở đâu, thì cảnh sát đến lấy đúng. Như vậy cái đúng thứ nhất và cái đúng thứ hai. Cái thứ ba nữa là cô luật sư này về báo mộng cho bà dì biết cái nhà của cháu đó là bảo hiểm nó đền là 470.000 đô la. Bây giờ em cháu cho dì một nửa và một nửa gửi về cho má em, vì má em với em có cái dự tính là về sửa sang lại cái nghĩa trang của ông bà nhưng mà chưa đủ tiền. Bây giờ bảo hiểm nó đền cái nhà này thì cái công của dì hồi đó nuôi cháu, giờ cho dì một nửa, còn một nửa gửi về cho má ở Việt Nam. Thế cô luật sư mà 27 năm nghề đã cổ nói thế này: không bao giờ tòa án xử một cái vụ án gì mà cái người chết báo mộng về mà người ta tin người ta xử, không bao giờ. Bởi vì luật pháp thì nó phải rõ ràng, phải không nè? Chứ tại sao là cái người này về báo mộng mà là tòa án nó xử là sao? Thì cô luật sư này mới nói là Tây Úc này có cái vụ án này vô tiền khoan hậu. Cái vụ án mà nghe cái người chết về báo mộng mà xử mà đúng sự thật, chứ không phải là cái chuyện hoang đường. Sau đó thì tòa án ở Tây Úc mới cử một người của tòa án với cái người gì đó về Việt Nam. Việt Nam mới liên hệ với tòa đại sứ Úc tại Việt Nam về Tây Ninh, mới chụp cái hình của cái nghĩa trang đó, và chụp cái hình của bà mẹ đó, và chính quyền địa phương xác nhận rằng bà mẹ này có người con hiện nay ở bên Úc làm luật sư. Như vậy là về bên Úc người ta xử. Thì bây giờ đó, cái người thợ mà sửa bếp ga đó, người Úc, là tuyên án chung thân. Tôi mới hỏi cái bà luật sư đó, chứ tại sao trên thế giới nước nào cũng có cái án tử hình, tại sao Úc là không có cái án tử hình, tội nặng như vậy mà cũng không có tử hình? Thì bà luật sư mới nói thế này nè: cái dân tộc của Úc ngày hôm nay đó, ngày xưa là Anh nó đem tù nó nhốt, cũng giống như mình hồi chiến tranh mà đem tù ra ngoài côn đảo mà đài ngoài đó vậy. Tức là tù ở bên Anh, rồi Anh mới chở tù nó qua bên cái đảo đó nó nhốt. Cho nên cái tổ tiên của người Úc bây giờ đó, họ là tù mà không bị tử hình. Họ không bị tử hình. Cho nên bây giờ họ giữ cái truyền thống đó là gì? Tổ tiên họ không bị tử hình, cho bây giờ họ không tử hình ai hết. Đó là đặc biệt của cái dân tộc Úc là không có tử hình. Quý vị biết tôi qua đó đó, mà nội cái tiểu bang Sydney không, nó bắt heroin 3 tháng 9, 10 tháng 11 nó bắt cỡ này đâu vậy. Cái tháng 9 là 78 kg, cái tháng 10 là 580 kg, cái tháng 11 là 82 kg. Vậy mà cũng chung thân. Việt Nam là tử hình. Tử hình đó. Nhưng bên đó chung thân đó. Thì cái án mà cái thằng thợ mà sửa cái bếp ga của nhà cái cô luật sư này là 4 tội: hiếp dâm nè,
cướp của nè, giết người nè, đốt nhà, mà cũng chung thân thế thôi. Rồi cái việc năm nay là chiều hôm đó tôi ăn cơm ở nhà hàng chay ở Sydney, thì vợ chồng của ông này tới mới nghe tôi qua, rồi họ mới tới đó, họ mới nhờ tôi tư vấn dùm cái việc của gia đình họ thế này. Là người chồng 72 tuổi và vợ 70 tuổi mà xin ghép thận, thì cái cô gái này đã tai nạn giao thông cho nên cổ hiến cái thận, thì cái ông già này lại ghép thận, cho nên cái chuyện đó bình thường. Thì sau khi mà bác sĩ họ cho biết cùng một nhóm máu thì họ báo tin là sẽ đến bệnh viện để làm thủ tục ghép thận. Người thì hiến, một người thì cần ghép. Xong rồi thì xuất viện, sức khỏe rất tốt. Thì cái thời gian mà ghép cho đến cái thời gian nó xảy ra câu chuyện này là 2 tháng. Cái cô mà hiến cái thận đó, cổ báo mộng cho cái ông già 72 mà bị ghép đó, cô nói cái thận trong người của ông đó hiện nay là cái thận của tôi. Bây giờ ông muốn sức khỏe tốt, bình thường thì ông phải chấp nhận cái lời đề nghị của tôi. Ông phải cưới bạn gái của tôi làm vợ. Bây giờ ông già này ông muốn trả cái thận lại không biết làm sao trả. Vì người ta nói vậy sợ quá, muốn trả mà giờ sao ông cắt ra trả, sợ lắm. Cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ. Cái đặt trường hợp như quý vị thì quý vị tính sao? Mình ghép thận, giờ ta nói thận của người ta, giờ mình tính sao? Trả hết cho rồi đi. Mà giờ làm sao ông trả chứ? Ông già ông nói giờ nó ngặt không biết làm sao tu trả. Vì nó ghép vô tu nó dính rồi. Giờ làm sao rứt, mà rứt ra trả thì tu chết. Nên muốn trả mà trả không được, mà để thì sợ. Cho nên ông mới hỏi tôi bây giờ giải quyết làm sao? Phải giải quyết làm sao? Tôi nói làm sao giờ? Thì giờ của người ta thì giờ ấy thì ông trả cho người ta chứ làm sao vậy? Ông lắc đầu. Thế thì tôi mới nói thôi bây giờ thế này, anh chị còn lái xe được không? Nói được, còn lái xe được. Thì bây giờ tôi ở phương tịnh niệm Phật đường, chỗ tôi ở đó, tối anh chị lái xe tới đó rồi cùng với đạo tràng trì chú đại bi niệm Phật để hồi hướng cho cái người hiến cái thận đó. Chứ vậy thôi cho tụi tôi tu hành tôi biết gì. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai đó là anh phải về Việt Nam. Ở đây làm không được, về Việt Nam rồi tôi lập cái đàn giải quan bạc độ để mà giải quan cho cái người mà hiến cái thận đó. Bởi vì chúng ta giải mã cái vụ đó nó như thế nào lại có cái trường hợp như vậy. Bởi vì đây là hiến chứ không phải người ta ăn cắp hay là người ta cướp đoạt. Bữa nay mình đồng ý mình hiến mà. Thì bây giờ chúng ta giải mã cái việc đó cho nó ra cái việc đó, lý do tại sao có cái trường hợp đó. Là vì hai cái cô gái này đó đồng tình luyến ai. Tức là cái cô mà hiến cái thận này với cái cô bạn mà còn sống mà buộc cái ông già này phải cưới làm vợ đó, là hai cô gái này là đồng tình luyến ai. Bây giờ cái cô mà hiến cái thận này chưa siêu, mà chấp cái thận này của còn là của mình. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nó có cái trường hợp thế này: ngã và ngã sở. Tôi là cái ngã đây nè, và cái sở hữu của tôi đó là ngã sở. Cái bàn của tôi, cái nhà của tôi, vân vân, cái gì cũng của tôi hết. Như vậy tôi và cái thuộc về tôi, tức là sở hữu của tôi, gọi là
là ngã sợ. Như vậy bây giờ cái thân tứ đại này không còn, quý vị thấy không? Mà cái thận này đã ghép qua cái ông 72 tuổi này còn, còn tất cả thì mất hết rồi, cái thận này này còn. Cho nên cái người này họ chấp cái ngã sở, cái đó của họ còn. Cho nên họ buộc cái ông già 72 này lấy cái người bạn gái đó để hai người này gặp nhau, còn gặp nhau. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng giáo lý của nhà Phật ngài nói mà bây giờ khoa học chưa phát triển, chưa phát triển mà cái lời nói của Phật, cái lời dạy của Phật bây giờ khoa học họ phát triển tới đâu thì họ chứng minh cái lời nói của Đức Phật là đúng không sai chỗ nào. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ thế này, quý vị thấy nè, hai người trai gái họ thương với nhau, rồi cái người gái đó họ không thương nữa, họ chia tay, thì cái người trai này họ giết liền. Thế thì tại sao giết? Ở ngoài đời xã hội họ nói tại vì cái cậu trai này thương cái cô gái đó, không phải thương đâu, không phải thương. Nói như vậy không đúng. Bởi vì cái người trai này đó đã tự thấy cái ngã của mình nó bị gì? Bị xúc phạm, cho nên bảo vệ cái ngã, thương cái ngã này chứ không phải thương cái cô gái đó, không phải. Nói theo giáo lý của nhà Phật, nếu nói thương thì lúc nào cũng thương, bao giờ cũng thương, tình huống nào cũng thương, chứ tại sao ta nói ta không thương nữa là giết, không nè. Thế thì cái câu chuyện đó ở trong kinh Lăng Nghiêm đó thì giữa vua Ba Tư Nặc và Mạc Lị phu nhân tranh tụng với nhau cái chỗ này. Tôi lặp lại chỗ đó quý vị. Mạc Lị phu nhân hỏi vua Tịnh Phạn, chứ hoàng thượng thương ai nhất trên đời này, bệ hạ thương ai nhất trên đời này? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói là trẫm thương ái phi nhất trên đời này, vợ thương chồng. Thì nói như vậy là hợp lý rồi, đâu có gì đâu mà sai chỗ nào, thấy không nè? Vợ hỏi chồng thì chồng trả lời như vậy thì đúng quá rồi. Mạc Lị mới hỏi lại lần thứ hai nữa, trẫm nói như vậy chắc chưa? Vua Ba Tư Nặc mới gật đầu. Trẫm nói trẫm thương ái phi nhất, nếu như ái phi ngoại tình thì bệ hạ nghĩ làm sao? Vua Ba Tư Nặc ông nghiến răng, ông nói trẫm chém đầu. Như vậy đâu phải là nhất, đúng không? Rõ ràng chưa? Đâu phải là nhất. Nếu vua Ba Tư Nặc mà thương hoàng hậu Mạc Lị nhất thì Mạc Lị có ngoại tình có gì cũng phải thương, bởi vì nhất mà. Đằng này ta mới nói ta ngoại tình mà chưa ngoại tình nữa là chém đầu, như có phải là gì thương cái ngã này không? Cái ngã này bị gì? Bị xúc phạm, chứ đâu phải là thương hoàng hậu Mạc Lị nhất. Thế gian họ nói là cái cậu nam này thương cái người nữ đó nhất, cho nên cái người nữ đó chia tay người nam, không phải thương mà là bảo thủ cái ngã của mình. Cho nên hai cái cô gái này đã chết rồi, bây giờ còn cái thận này ghép cho cái ông già này, buộc ông già mới lấy cái cô gái bạn này làm vợ để hai người này gặp nhau, tức là ngã và ngã sở. Còn chúng ta học giáo lý Phật rồi chúng ta mới chiêm nghiệm, chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu, chứ nói theo cái kiểu thế gian thì không được. Đó nè, ví dụ như người thế gian nói chết là hết cát bụi, trở về với cát bụi, nó thế gian nói đó. Nhưng mà đạo Phật nó không phải còn chứ không mất, còn chứ không mất. Còn cái gì? Còn cái nghiệp và cái thần thức. Cái não không phải, cái bộ não không phải, cái thần thức và cái nghiệp.
Như vậy cái mà thế gian nói mất hết thì trong giáo lý nhà Phật nó còn. Đó không? Cái nghiệp và cái thần thức của con người nó còn, nó tồn tại, cho nên dẫn nghiệp đi thọ báo. Chứ còn cái thân xác này, tứ đại này, ngũ tạng lục phủ này, nó là cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng mà còn một cái thế gian không thấy được, thế gian không không biết được. Đó, như vậy là 4 năm tôi đi hoằng pháp nó có 4 việc. Thế bây giờ hai cái việc còn một việc nữa là khi tôi còn ở Việt Nam thì cái cô Phật tử này cổ mới điện về, cổ mới nói thưa thầy, nhân cái dịp thầy hoằng pháp ở Úc đám tuần 49 ngày của bố con mời thầy đến dự. Thầy hoan hỷ, tôi nói được, ở Việt Nam thì không dám hứa, chứ còn qua Úc thì giữ bình thường đâu có gì đâu. Thì hôm đó là tôi giảng ở chùa Quyền Quang, mà cái đám trai tăng đó cúng ở Ni Viện Thiện Hòa, thì xe chạy khoảng 30 phút tới. Mà cái buổi giảng của tôi là 12 giờ mới mãn, còn bên đó cúng là 11 giờ cúng. Tôi không dự được cái lễ đó, lễ trung thất đó tôi không có dự được. Không có nghĩa là tôi từ chối, mà cái buổi giảng tôi chưa hết giờ, cho nên tôi không đến dự cái lễ trai tăng đó. Còn khi ở Việt Nam thì tôi hứa, nhưng mà qua đó tôi dự không được. Thì tối đó đó, ông cụ đó về mới báo mộng cho người con gái đó là cái đám trai tăng của bố đó không có pháp sư dự nha con. Sáng cô đã mới đến Ni Viện Thiện Hòa hỏi ni sư trụ trì, chứ hôm qua 18 vị tăng ni tụi con mời cúng trai tăng đó, có vị nào là pháp sư không? Thì ni sư trụ trì mới nói dạ không, hòa thượng Giác Hạnh là pháp sư, ngài ở bên phương Tịnh Niệm Phật Đường. Còn hôm qua đó 18 vị đó là không có ai là pháp sư cả. Sau đó ni sư mới chỉ cái cách, bây giờ cô qua đó cô thưa với hòa thượng sự việc nó như vậy đó, thử xem hòa thượng dạy làm sao. Thì cô đó mới đến phương Tịnh Niệm Phật Đường gặp tôi mới trình bày cái việc đó. Tôi nói rằng tôi không có từ chối dự cái lễ trai tăng đó, nhưng lý do là bên đó cúng 11 giờ mà cái buổi giảng của tôi bên chùa Quyền Quang là 12 giờ, cho nên tôi không đi dự được. Bây giờ ông cụ nói như vậy đó, thì bây giờ cô về cô sắm cái lễ giống như là cúng dường cho 18 vị ngày hôm qua đó, giống nhau như vậy, rồi cô mang tới đây. Rồi tôi mới lên bàn Phật, rồi cô mới quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, rồi tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó, thử xem coi nó kết quả nó ra làm sao, chứ bây giờ mình chữa cháy thôi chứ biết làm sao. Cô về cô sắm một cái lễ cô mang tới, tôi mặc áo lễ lên bàn Phật, tôi ngồi đó, cô quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó, êm, không có chuyện gì hết. Như vậy là mời đám mà cái vị pháp sư đó không đi được cũng về báo cho việc. Rồi sau khi tôi về Việt Nam thì chùa tôi nó xảy ra một cái chuyện thế này. Cái ông cụ này là có 2 tuổi, cái tuổi thật của ông đó là 84, mà cái tuổi giấy là 82. Lúc mà ông từ trần đó thì khai tử, thì lấy cái giấy chứng minh đó đi khai, rồi đem cái tuổi đó vô chùa đặng cúng thất. Không nè, thế thì ông về ông báo với con ông nói bố không phải cái tuổi đó mà ông thầy nhỏ đọc hoài, thì ở nhà ông đệ tử tôi ở nhà cúng thất thì phục nguyện 82. Ông về ông nói ông không phải tuổi đó mà ông thầy nhỏ đọc hoài. Thì cái cô đó, cô con gái nó mới chạy ra mới thưa với cái thầy đệ tử tôi, nói bố con nói vậy là sao.
Ông đệ tử tôi nói lỗi ở gia đình, đâu phải lỗi tại chùa. Thì bây giờ để 82 tuổi tôi đọc 82, mà 84 tôi đọc 84 chứ theo yêu cầu của gia đình, chứ tôi đâu có thêm bớt gì. Thôi bây giờ ghi lại đi, ghi 84 tôi đọc lại. Thì tôi về đó cúng thất thứ tư, tôi lên tôi phục nguyện 84 tuổi êm. Cho nên gia đình quý vị cũng thận trọng đó. Hồi chiến tranh hay thay đổi tuổi tác lắm, đi lính đồ này kia khác nữa. Mà nhớ là lấy cái tuổi cha mẹ đẻ đó để phục nguyện, đừng có phục nguyện theo cái giấy không chịu đâu nha. Rồi còn chuyện nữa. Chuyện này mới là đặc biệt á. Thì tôi đi Úc tôi về, thì ở bên Úc người ta có gửi tiền về để cho cái làng mù ở dưới Vĩnh Châu, ở dưới Sóc Trăng. Cái làng mù đó hiện nay là mù trên 1.000 người. Hôm đó tôi về tôi cho cái mù mà mù hết hai con đó là 368 người. Còn cái mù một con với chuẩn bị mù đó là trên 800 người. Chuẩn bị mù với lại mù một con trên 800. Tức là họ trồng hành, hành củ đỏ đỏ đó, rồi họ dùng cái thuốc để họ bảo quản cái hành đó. Khi mà hành nó lên giá rồi họ đem họ bán, họ mới sửa sạn, họ lặt họ kia khác nọ, rồi tay chân họ làm sao đó đuôi hết trơn. Chứ còn trồng hành đảo Lý Sơn người ta cũng trồng cả cái đảo đó, trồng hành trồng tỏi có ai đuôi đâu. Đó nè, ở Phan Rang tôi cũng trồng hành, ở Bình Định tôi cũng trồng hành, nhưng mà đặc biệt ở cái làng Vĩnh Châu đó mù hết. Thì tôi quan sát là tôi thấy rằng họ không có nghèo, nhưng mà họ có tật nguyền chứ không nghèo, là do cái sử dụng cái thuốc độc. Thì tối hôm đó tôi ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu. Cái nhà của Công Tử Bạc Liêu bây giờ làm cái khách sạn lớn lắm. Mình hồi giờ cũng chưa biết khách sạn Công Tử Bạc Liêu nhà không sang trọng sao, bữa đó xuống nó ghé nó ngủ coi cho biết. Cái nhà nó chút sàn lắm quý vị, sàn lắm. Thời hồi xưa đó mà cái nhà đó là sàn lắm. Tức là ở bên ngoài thì sửa sang rồi chút đỉnh, chứ còn ở trong nội thất thì còn nguyên hết, còn tốt lắm. Thì khoảng 9 giờ tôi mới nghe một cái cuộc điện thoại ở Đồng Tháp. Anh này anh gọi cho tôi mà không biết anh xin số điện thoại đâu, không biết anh gọi. Tôi không quen với anh này. Anh mới nói thưa thầy, nhà hiện giờ tôi có một cái chuyện rắc rối lắm, nhờ thầy tư vấn giúp giùm. Tôi hỏi chuyện gì? Anh nói là năm 70 tôi làm việc chung với thằng Mỹ ở Biên Hòa, ở khu Long Bình. Tôi có mượn nó 500 đô mà tôi không có trả. Năm 72 thì nó về nước hết, Mỹ nó rút về nước hết. Bây giờ nó chết rồi về nó đòi nợ tôi. Tôi mới quýnh quá. Thì khi nó nói vậy tôi biết, tôi có mượn nó tôi nhớ mà tôi biết mà. Mà tôi thấy cái hình thằng Mỹ đàng hoàng. Thì tôi mới ghé chùa tôi nói với mấy sư đó, giờ mấy sư giúp giùm. Mấy sư nói thôi bây giờ anh coi 100 đô là bao nhiêu mà nhân ra cho 5 lần thì mua gạo hết bố thí cho người ta, tức là trả nợ cho thằng Mỹ đó. Tôi làm đúng đàng hoàng. Tôi hỏi đô la nhiều, tôi bỏ tiền ra đúng 500 về tôi mua gạo tôi bố thí. Nó về nó đòi nữa nè. Tôi nói trời đất ơi, thì bố thí là bố thí, còn trả nợ là trả nợ, chứ mà bố thí là trả nợ sao được, làm cái chuyện đó nó trật. Ví dụ bây giờ người A mắc nợ người B. Người A mắc nợ người B. Bây giờ cái ông B ông tới ông đòi cái đem mua gạo cho hàng xóm thôi nè. Làm sao người ta chịu? Cái chuyện đơn giản vậy mà cũng dại nữa. Làm cái chuyện trật trật. Giờ tôi sợ quá, giờ không biết làm sao, tốn tiền rồi bây giờ nó đòi nữa. Vậy tôi hỏi giờ anh có muốn trả? Nó trả muốn, bây giờ trả gửi cho tôi trả cho. Trả không? Nó trả. Anh gửi cho tôi 3 lần, lần 2 triệu, lần 10 triệu, lần 5 triệu, giờ tôi giữ 17 triệu. Tôi phải trả chứ sao, phải trả. Phải trả sao mới được, mới hợp pháp. Đó nè, là phải làm cái lễ
bạch với Tam Bảo, bạch với Phật mới được. Chứ đâu phải đem cho người người nghèo đó em đó, bạch cho Phật nói rõ cái chuyện này, à, người này mắc nợ người này số tiền là bao nhiêu, cách đây mấy chục năm. Bây giờ cái số tiền này cái người này trả, đồng ý trả, nhưng bây giờ chết rồi này làm sao, lại đem đốt 500 đô, mang tội, ở tù nữa. Thôi thì cái tiền này là xung vào Tam Bảo. Thì cái người trả nợ cũng có phước, mà người đòi nợ cũng có phước, phải bạch với Đức Phật mới được, có Tam Bảo chứng minh mới được, chứ còn không có Tam Bảo chứng minh là không được. Đâu phải chuyện đơn giản. Thôi thì từ nay tới Tết tôi cũng phải có cái giờ nào đó để trả nợ dùm cho cái anh đó cho nó rồi, chứ nên mình giữ mai mốt này rồi tôi chết tôi mắc nợ nữa rồi. Mắc nợ. Hôm nay kể hết mấy chuyện quý vị nghe đúng không? Thì bây giờ nữa thôi thì cũng gần cuối năm, công việc của mình tu hành tháng này tức là còn có tháng sau nữa là hết năm, qua cái năm mới thì thường thường đó chúng ta có cái quan niệm thế này của cái người Việt của chúng ta là năm mới việc mới, năm mới rồi phải việc mới. Bây giờ chúng ta nói cái mới rồi sao nó mới, thì ngày nào cũng là ngày. Tháng 12 thì qua cái tháng giêng thì cũng ngày thế thôi đó. Nhưng mà nó thay đổi cái tư tưởng, chứ không có ngày nào mới hết. Có những cái việc mới nó tốt hơn. Trên đó là cái quan niệm của ông bà tổ tiên mình từ hồi xưa tới giờ, tức là năm cũ đã qua, năm mới bước tới, bỏ cái gì xấu cũ và đón mừng cái năm mới cho nó tốt đẹp. Đó là tôi nói cái tập quán của người Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói về người tu hành. Người tu hành của mình á, lúc nào cũng đổi mới hết. Cho nên cái từ cải tạo là cái từ đó của Phật giáo đó. Cải tạo là của Phật giáo, sám hối là của Phật giáo, tư duy là của Phật giáo. Cái từ cải tạo mình nghe nó đi cải tạo sợ quá, đúng không? Nghe nó sợ cải tạo quá. Không phải đâu, của Phật giáo đó. Chữ cải có nghĩa là thay đổi. Chữ cải có nghĩa là này, tạo tức là tạo cái gì cho nó mới, nó đẹp, nó tốt. Cũng giống như là cái chùa mà ai tới mà phá cái chùa, đập cái chùa đó thì ở tù. Quý vị thấy không? Nhưng mà thầy trụ trì đập cái chùa thì Phật tử ta mừng, ta mừng. Tại vì ông thầy cải tạo. Còn cái người đó họ tới họ phá hoại thì ở tù. Còn thầy trụ trì đập cái chùa là thầy trụ trì cải tạo. Thế là cải tạo cái chùa. Cho nên đập cái chùa cũ làm cái chùa mới thì bổn đạo ta mừng chứ sao? Nó mừng. Như vậy mình cải tạo được cái gì? Cái vật chất. Còn cái tâm hồn của mình, cái tâm của mình, mình phải cải tạo. Tu hành có nghĩa là cải tạo. Hồi xưa năm ngoái cũ nó khác, bây giờ nó mới, là chúng ta phải cải tạo cho nó tốt. Như vậy năm rồi mình tu nó dở, phải không? Năm 2012 này, năm Nhâm Thìn mình tu nó dở, thì qua cái năm 2013 này mình cải tạo cho nó tốt một chút nữa. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả người tu hành của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia, mà có cái tư tưởng cải tạo cái tâm của mình thì thành Phật sớm. Không có cái gì chểnh mảng, không có cái gì lo âu hết. Mà mình cứ đứng đó mình dậm chân, mình không cải tạo thì thua. Cho nên ý chúng tôi muốn nhắc là đạo tràng có pháp thường đó, là cái cũ chúng ta bỏ,
Bây giờ chúng ta sang cái mới là chúng ta phải đổi mới. Phải đổi mới. Đổi mới không có nghĩa là mặc cái áo mới. Đổi mới không có nghĩa là cái nhà mới, chiếc xe mới, mà đổi mới bằng cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Bởi vì tất cả, nhớ nên tất cả nè, là do tâm của chúng ta khởi lên, rồi cái thân này, cái miệng này mới là làm theo cái tâm. Hành động thì theo sau tư tưởng. Tư tưởng mình khởi lên, rồi nó cái hành động, cái thân này hành động, cái miệng hành động, nhưng mà cái tâm thì quyết định. Cho nên chúng ta tu đó là có hai cách tu. Tu tâm là một, tu tướng là hai. Mà đa số đó thì chúng ta tu tướng dễ hơn tu tâm. Bởi vì tu tướng nó dễ đó, mặc áo tràng cái thấy tu, mang sâu chuỗi cái thấy tu được, lên đốt nhang bằng Phật thấy tu, mà cái tâm mình tu chưa? À, mình hỏi cái tâm mình tu chưa? Như vậy là lấy cái sự đó, áo tràng đó, kinh đó, chuông mở đó, vân vân, lấy cái sự tướng đó để mà nhắc nhở cái tâm của mình. Chứ mình chấp cái tướng đó, mình nói cái đó là tu thì chưa đúng, mà phải là cái tâm này mới là chính. Cho nên mình mặc áo tràng, mình mang chuỗi hạt thì mình không dám nói những cái lời độc hại. Bởi vì từ cái tướng này nè, nó kìm cái tâm. Cho nên ở đời người ta nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại là vậy. Rõ ràng chưa? Cho nên mình phải kiểm điểm cái tâm mình trước, có tướng, không bỏ tướng mà không có bỏ tâm. Nên nè, mình phải nói rõ ràng, lý sự viên dung đạo Phật, không có bỏ tướng mà cũng không có bỏ tâm, tới lý sự viên dung. Nhờ có sự mà mới hiển lý, nhờ có lý mà sự nó mới thông. Bây giờ quý vị ra ngoài sân, quý vị đứng sắp hàng, quý vị tụng kinh cũng được, không có sao hết. Nhưng mà quý vị vô trong cái bàn Phật nó lại khác. Mình vô trong chánh điện là có Phật nè, có tượng Phật nè, có chuông mỏ nhang đèn. Cái tướng đó là nó làm cho cái tâm mình nó dễ buộc, nó dễ tịnh. Còn mình ra ngoài đường mình sắp hàng mình tụng kinh, rồi đủ thứ chuyện trên đời hết, người này dòm người kia dòm người nọ, mình mong trời đất, tâm nó không có buộc, nó không có an tịnh được. Mà nhờ giờ cái chánh điện đó, cái sự đó nó buộc tâm, cho nên lý sự phải viên dụng. Nhưng mà cái quan trọng của người tu chúng ta là phải để cải hóa nội tâm. Cải hóa nội tâm tức là mình không cải tạo cái tâm của mình, thì mình để nó ù lì, nó giống như hồi nào rồi đó, thì thôi thì không bao giờ. Cho nên cái bức tranh, 10 cái bức tranh chăn trâu gọi là thập một ngưu đồ đó, quý vị thấy là ta vẽ ra mấy con trâu, 10 con trâu. Cái con trâu đầu tiên ấy là cái con trâu sừng sỏ, ương ngạnh, đen thùi hết từ đầu tới đuôi, không có gì. Con trâu đó đó thì chỉ cho cái tâm của mình. Cái tâm phàm phu của mình giống như cái con trâu đen đó đó, thì một đồng họ nắm cái muốn đi tìm con trâu, là họ đi tìm cái dấu của nó. Còn nó chạy đâu? Nó chạy ra ngoài đồng, nó chạy đâu. Thấy cái dấu nó thấy được rồi, cầm cái nắm cỏ mà gì mà dụ nó trở về. Dụ nó trở về được rồi mới xỏ dàm nữa. Đúng không? Như vậy cái mình tu giống như là chăn trâu mà dụ con trâu rồi bằng cái bó cỏ non đó, rồi đem về mà xỏ dàm nó, lần lần nó trắng được cái đầu, nó trắng được nửa cái mình, nó trắng hết rồi còn cái đuôi, vân vân. Tức là đại khái này, cái tâm của mình nó giống như vậy đó. Mình phải cải tạo nó mới trắng lần lần mà trắng hết. Đó là chúng ta lúc đó thôi khỏe rồi, khỏi chăn nữa. Nhà của cô có hai người, chồng cô và bố con. Mà chồng con thì sợ chó, còn bố con thì ghét chó.
hai người này không ai ưa chó hết. Sáng hôm đó cô mở cửa thì cô phát hiện có con chó ở đâu không biết mà nó ở trước cửa đó, xương nó ướt hết, nó ngoắt đuôi nó mừng tội nghiệp rồi, nhỏ lắm như cái chén này thôi, như cái chén ăn cơm mình. Cô thấy tội nghiệp quá, cô mới bê con chó vô nhà, cô lấy cái thùng giấy cạc tông cô bỏ nó vô, con để dưới nhà bếp, sợ hai người nó thấy, người ghét chó người sợ chó, mà con chó thiệt cho đâu phải con chó giả đâu, đựng trong cái thùng cạc tông. Buổi sáng buổi chiều đó, buổi sáng lại cái nó chạy ra nó đi chơi. Thế thì hai người này thấy con chó mà không có ý kiến gì hết. Thì Diệu Đức bà cũng mừng và nói thôi thì hai người này họ không ý kiến thì chắc ý kiến thì mình cũng bỏ cho đậu dám. Bà mới lấy cái máy nhiếp ảnh, bà chụp cái hình con chó, bà mới họa ra cái hình to dán trước cửa đó, ai có lạc con chó đến nhận, không có ai nhận hết. Mà chó bên Úc quý vị biết là có khai sanh, chứ không phải chó như mình đâu. Mình làm mất con chó đó cũng bị phạt, mà ai mà bắt giữ con chó đó cũng bị phạt. Chó bên Úc họ cưng nhiều lắm, bị họ có bắn cái chip nó trong cái lỗ tai của nó đi đâu tao biết hết, không có cái vụ lạc được. Thế thì không có ai tới nhận con chó hết. Thì bà mới cho ăn, bà tắm rửa đồ này khác nữa. Thấy hai người trong gia đình nó cũng không có nói gì, nhưng mà không có thân thiện với chó, chỉ không có ý kiến thôi. Thì má của Diệu Đức chết thì thiêu đem cái cốt thờ ở chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì đem lên nhà đó thờ, trong cái bàn thờ thờ ở nhà. Hôm đó cô Diệu Đức mới nấu canh bầu, mới cúng cơm cho mẹ, thì cái tay bưng cái tô canh bầu thì con chó nó chạy theo. Mà Diệu Đức nó không phải nó mừng, mà cái thái độ của nó là nó đòi ăn. Cho nên Diệu Đức bưng cái tô canh bầu lên cúng xong rồi trở lại, cái son còn lại canh bầu đó lấy cái giá múc một giá canh bầu để vô cái thau nó, là con chó nó ăn hết, nó liếm mà có vẻ ngon lành lắm. Thế thì cô Diệu Đức hơi nghi ngờ, nghi thôi, vì chó Tây mà, nó đâu có ăn đồ Việt Nam. Ở bên đó quý vị biết rồi, vào trong cái shop đó, cái thức ăn chó nhỏ khác, chó lớn khác, mèo nhỏ khác, mèo lớn khác. Chứ không phải Việt Nam mình nuôi chó rồi cái mình ăn còn dư đồ cho chó ăn, bên đó không có. Thức ăn của nó riêng, sang trọng lắm, sạch sẽ lắm. Chứ không phải như mình nuôi chó nuôi mèo rồi ăn đồ ăn dư cho nó ăn, không có đâu. Thì cô Diệu Đức cũng nghi, cứ nói con chó Tây sao nó ăn canh bọc, nghi thôi. Tuần sau nữa cô mới nấu khổ qua hầm cúng má cổ. Thì bưng cái tô khổ qua hầm đi cúng thì nó cũng kéo chân lại, nó đòi ăn. Cô trở lại cô lấy cái muỗng, cô sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau, nó ăn hết. Bây giờ Diệu Đức mới sợ, ăn canh bầu thì hơi nghi thôi, nhưng mà ăn khổ qua hầm để bắt đầu sợ. Bởi vì lúc còn sống má của cô Diệu Đức là thích canh bầu với khổ qua hầm, mà con chó Tây mà ăn canh bầu với khổ qua hầm là Diệu Đức sợ. Nên cái chuyện này đặc biệt lắm, sợ quá. Thế thì bây giờ nó đổi lại là chồng của Diệu Đức đi làm về, con chó nó mừng đó, thì ông bê con chó lên cái ngực, ông đi giáp vòng cái nhà rồi mới để xuống, là cái người mà sợ chó. Còn ông bố đó là ngủ với chó. Tôi nói ngủ với chó quý vị nghe. Thì hôm đó sau khi tôi truyền giới rồi thì cô Diệu Đức mới làm một bữa cơm chay thịnh soạn đãi khoảng 15 người.
Hôm đó khoảng 15 người. Thì dọn cái bàn dài như thế này, tôi với ông bố của Diệu Đức đó là ngồi đối diện song song với nhau. Ông ăn rồi ông xuống trước tôi. Thì cô Diệu Đức mới lợi mới ngắt nhỏ nói: sư phụ theo dõi bố con chuẩn bị ngủ với cho. Thì tôi mới để mắt tôi theo dõi. Thì ông tới, ông có cái nôi đẹp lắm, cái nôi nhỏ thế này. Ông ngoắt con chó chỉ vô đó, con chó nó nhảy vô cái nồi, nó nằm xuống đó. Ông bê lên giường, rồi ông nằm xuống, ông kéo cái chăn, ông đắp chó với ông chung một giường. Như vậy là người sợ chó thì bây giờ bê chó lên trên ngực đi giáp vòng. Người mà ghét chó bây giờ ngủ với chó. Mà con chó là ăn khổ qua hầm với canh bọc. Tôi mới hỏi cô Diệu Đức: vậy chứ lúc mà bà cụ mất đó, cái tư trang của bà còn để ở đâu, có ai biết không? Cô Diệu Đức mới nói rằng: con biết má con còn vàng, nhưng mà cất ở đâu bố con cũng không biết. Hai chị em tụi con về, bởi vì ở bên Úc đó là cái bệnh nhân mà khi mà bác sĩ gia đình đó họ không điều trị được thì họ gọi xe cấp cứu của cái bệnh viện trong khu vực của mình đó tới chở cái bệnh nhân đó đến bệnh viện, là gia đình không có theo, cũng không có nuôi nấng gì hết. Trong đó ta làm sao ta làm, hết thì người ta chở về, còn ấy chết ta đưa xuống dưới nhà hoàng, người nhà không có nuôi bệnh. Bên đó là y tế rất là đàng hoàng. Cái bà Diệu Ngọc đó, bà lớn tuổi rồi, tức là khám bệnh thường niên đó. Bữa đó bác sĩ nó gọi đó: tuần này bà đi, ngày mai bà đi khám định kỳ nha. Bà Diệu Ngọc bà nói: tao chưa có rảnh. Chừng nào tao vô rảnh hả? Chưa có rảnh. Mà khám tao đó, ông bác sĩ nào đó, có cha người ta không? Bệnh nhân mà làm giống như là ông trời vậy đó. Ở Việt Nam mình được nghe không quý vị? Nghĩa là bệnh viện nó gọi tới khám định kỳ mà bà trả lời: tao chưa rảnh, mắc đi chùa, chưa rảnh. Chừng nào rảnh rồi tao gọi. Mà thằng bác sĩ nào á, khám tao chứ khác tao không chịu. Tức là cái y tế bên đó này rất là đàng hoàng, rất là chu đáo. Cho nên cái người bệnh mà xe cấp cứu của bệnh viện đến nó chở rồi, theo cái lệnh của bác sĩ gia đình, thì người thân của mình hoàn toàn không có dính dấp gì hết. Người ta nuôi hoàn toàn hết. Như vậy là khi má con vào trong bệnh viện thì má con tắt thở, tụi con không có gần. Cho nên má con không có trối lại, cũng không biết là cái tư trang của má con để đâu. Cho nên bây giờ hoàn toàn không ai biết hết. Tôi mới kể cho cô Diệu Đức nghe câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Hôm nọ Đức Phật đến quá duyên nhà của cư sĩ, thì vợ chồng cư sĩ không có ở nhà. Thì con chó ở nhà đó nó thấy Đức Phật đến, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn. Mấy đứa nhỏ ra la nó la không được, la chừng nào nó sủa nồ nó dữ dằn lắm. Thế thì Đức Phật mới kêu tên con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thế thì con chó nó tên Ki, tên Nô gì đó, ngài kêu là tên ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì khi Đức Phật ra đi thì vợ chồng của cư sĩ đó về, thì mấy đứa con nó học lại, nó nói: Đức Thế Tôn đến nhà mình, con chó nó ra nó sủa dữ lắm mà con la không có được. Cái ngày kêu tên ông nội con,
con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì hai vợ chồng mới lên kỳ viên tinh xá, mới lễ Phật, mới hỏi cái nguyên nhân tại sao ngài đến nhà con mà con chó nhà con nó sủa, ngài kêu tên bố con, ngài cho vợ chồng con biết cái nguyên nhân tại sao. Đức Phật mới nói thế này: ông về ông làm theo kế hoạch của tôi thì ông sẽ rõ biết cái nguyên nhân của nó. Đấy là hai vợ chồng cư sĩ này về mới làm một cái bữa ăn thịnh soạn cho con chó đã ăn. Ăn xong rồi con chó nó đi ngủ, nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì ông cư sĩ này đến vỗ cái lưng nó nhẹ nhẹ, kêu bố. Bố, cái đồ quý giá, đồ gia bảo của cái dòng họ này bố cắt ở đâu bố chỉ cho con. Thì bây giờ con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn là nó bươi. Thì vợ chồng cư sĩ này theo cái dấu con chó bươi đó đào lên, thì đồ đạc quý giá của dòng tộc này chôn vậy đó. Sau đó vợ chồng cư sĩ này lên thưa với Đức Phật, bây giờ phải giải quyết cái tài sản này như thế nào để mà hồi hướng cho bố con được siêu thoát, vì bố là bây giờ là con chó giữ giữ của đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng chia làm hai ra, một nửa thì đem bố thí, một nửa thì để lại thì gia đình lo cái hậu sự ngày mai sinh sống, còn một nửa thì đem bố thí cúng dường. Sau đó vợ chồng cư sĩ làm theo lời của Đức Phật, thì cũng không lâu lắm con chó nó được qua kiếp. Đó là cái câu chuyện mà thời Đức Phật còn sanh tiền xảy ra cái vụ con chó như vậy. Cho nên tôi mới kết luận rằng có thể rằng bà trở lại giữ cái gì đó trong cái gia đình này, nhưng mà cái đó mình không biết được. Cái tư trang của bà cắt ở đâu, hay cái gì quý báu đó bà cắt ở đâu thì mình không biết. Thế là năm nay tôi qua đó thì cái câu chuyện này nó được giải mã là cái tờ di chúc. Cái tờ di chúc bây giờ kiếm được rồi. Mà bà di chúc cho Diệu Đức đó là một phần đất nhà cửa ở Bình Chánh, quận Bình, Bình Chánh mình rất lớn. Thì hôm tôi đến nhà tôi thăm con chó, thử xem con chó nó còn sống không. Thì con chó nó con cũng còn sống. Thì tôi đang ngồi nói chuyện vậy thì cô Diệu Đức mới nghe điện thoại là công an của thành phố Hồ Chí Minh gọi bà về để mà làm cái thủ tục thừa kế. Như vậy là không phải là tư trang, không phải là vàng bạc, mà chính là cái tờ di chúc. Bây giờ thì tờ di chúc đó tìm được rồi, và cô Diệu Đức sắp về Việt Nam để mà thừa hưởng cái tài sản đó. Bởi vì cô đi cái dạng đi máy bay, chứ nếu vượt biên là không được. Đi cái dạng máy bay đó thì mới trở về, mới thừa hưởng cái tài sản di chúc được, chứ còn mấy người đi vượt biên là không được. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Qua cái năm thứ ba thì cái cô luật sư này người Thái lai Tàu, chứ không phải người Úc, mà cô ra trường cô làm luật sư này 27 năm. Thì cái cô luật sư này là học trò của cái cô luật sư hành nghề 27 năm, là mới có 5 năm ra trường, mới có 5 năm. Cũng là luật sư nhưng mà học trò với thầy với trò. Thì cô luật sư mà 5 năm đó, cô mới gọi một người thợ đến sửa cái bếp ga. Nhà cô ở có một mình, người gốc Tây Ninh.
Thì cái người thợ đó mới lấy sổ tay mới ghi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó. Thì cô luật sư này mới nói là chiều thứ sáu 5 giờ tao đi làm về, mày đến tao mở cửa mày sửa. Bên đó là xài mày tao không, không có anh chị đâu, như Việt Nam mình đâu. Thì chiều thứ sáu 5 giờ thì cô luật sư này về, thì cái người thợ đó cũng đến. Thì cô mở cửa cho người thợ đó sửa bếp ga. Ga bên đó thì không phải như mình là mua bình ga về xài, mà bắt đồng hồ giống như đồng hồ điện vậy. Tức là tới tháng mình tính mình trả tiền. Thì cái người thợ này sửa xong rồi thì mới khóa cái cửa, khóa cái chốt cửa trong, khóa trái đó, rồi mới hãm hiếp cô luật sư này, rồi cướp của, rồi giết người, rồi đốt nhà, coi như là bốn việc làm một lúc. Lúc nào thì không biết, nhưng mà 5 giờ thì vô đó để sửa bếp ga. Thì lúc 9 giờ đó thì cô luật sư này mới báo mộng cho người dì. Bởi vì lúc mà cô này qua Việt Nam học, du học đó, thì bà dì đó nuôi, coi như mẹ vậy. Bây giờ cô ra trường rồi, cô có nhà riêng, cô ở riêng có một mình. Thì cô luật sư mới báo mộng cho người dì nữa: dì ơi, cái thằng thợ đó, tên đó, nó đến nó sửa bếp ga cho cháu, rồi nó hiếp cháu, nó cướp của, nó giết cháu, nó đốt nhà. Tức là nó làm bốn việc. Cô này báo mộng. Thì cái người dì này mới đánh thức ông chồng, mới lái xe tới chỗ đó. Thì lửa cháy phừng phừng, và công cảnh sát rồi còn đầy đường nữa hết. Đúng sự thật. Cái sự báo mộng là đúng sự thật. Thì cái người dì này mới báo cho cảnh sát biết rằng cái người thợ tên đó và đến sửa bếp ga cho cháu tôi vào giờ đó, và xảy ra cái vụ án này. Thì cảnh sát nó mới triệu tập cái anh chàng thợ sửa đó đến. Thì ở trong cái cặp của anh còn cái sổ tay. Cái sổ tay này thì ghi lại thứ hai sửa cho ai, thứ ba sửa cho ai, thứ tư sửa cho ai, thứ năm sửa cho ai, và chiều thứ sáu sửa cho cô luật sư này. Cái sổ tay đã còn. Rồi thì cảnh sát giữ. Đúng rồi, đúng cái tên này giết người rồi. Thì một tuần sau đó là cô luật sư này báo tin lại cho bà dì nói cái nữ trang của cháu đó là nó cho người bạn gái nó nhà ở chỗ đó, cất giấu ở chỗ nào họ chỉ đàng hoàng. Thì bà dì mới báo cho cảnh sát lại là nữ trang của cháu tôi, thằng thợ sửa đó nó cho bạn gái nó cất ở đâu. Thì cảnh sát đến lấy đúng. Như vậy cái đúng thứ nhất và cái đúng thứ hai. Cái thứ ba nữa là cô luật sư này về báo mộng cho bà dì biết cái nhà của cháu đó là bảo hiểm nó đền là 470.000 đô la. Bây giờ cháu cho dì một nửa và một nửa gửi về cho má em. Vì má em với em có cái dự tính là về sửa sang lại cái nghĩa trang của ông bà, nhưng mà chưa đủ tiền. Bây giờ bảo hiểm nó đền cái nhà này, thì cái công của dì hồi đó nuôi cháu, giờ cho dì một nửa, còn một nửa gửi về cho má ở Việt Nam. Thế cô luật sư mà 27 năm nghề đã, cổ nói thế này: không bao giờ tòa án xử một cái vụ án gì mà
Cái người chết báo mộng về mà người ta tin, người ta xử, không bao giờ. Bởi vì luật pháp thì nó phải rõ ràng, hiểu nè. Chứ tại sao rồi cái người này về báo mộng mà là tòa án nó xử là sao? Thì cô luật sư này mới nói là Tây Úc này có cái vụ án này vô tiền khoáng hậu. Cái vụ án mà nghe cái người chết về báo mộng mà xử mà đúng sự thật, chứ không phải là cái chuyện hoang đường. Sau đó thì tòa án ở Tây Úc mới cử một người của tòa án với cái người gì đó về Việt Nam. Việt Nam mới liên hệ với tòa đại sứ Úc tại Việt Nam về Tây Ninh, mới chụp cái hình của cái nghĩa trang đó, và chụp cái hình của bà mẹ đó, và chính quyền địa phương xác nhận rằng bà mẹ này có người con hiện nay ở bên Úc làm luật sư. Như vậy là về bên Úc người ta xử. Thì bây giờ đó, cái người thợ mà sửa bếp ga đó, người Úc, là tuyên án chung thân. Tôi mới hỏi cái bà luật sư đó, chứ tại sao trên thế giới nước nào cũng có cái án tử hình, tại sao Úc là không có cái án tử hình? Tội nặng như vậy mà cũng không có tử hình. Thì bà luật sư mới nói thế này nè. Cái dân tộc của Úc ngày hôm nay đó, ngày xưa là Anh nó đem tù nó nhốt. Cũng giống như mình hồi chiến tranh mà đem tù ra ngoài côn đảo mà đài ngoài đó vậy. Tức là tù ở bên Anh, rồi Anh mới chở tù nó qua bên cái đảo đó nó nhốt. Cho nên cái tổ tiên của người Úc bây giờ đó, họ là tù mà không bị tử hình. Họ không bị tử hình. Cho nên bây giờ họ giữ cái truyền thống đó là gì? Tổ tiên họ không bị tử hình, cho bây giờ họ không tử hình ai hết. Đó là đặc biệt của cái dân tộc Úc là không có tử hình. Quý vị biết tôi qua đó đó, mà nội cái tiểu bang Sydney không, nó bắt heroin 3 tháng 9, 10 tháng 11 nó bắt cỡ này đâu vậy. Cái tháng 9 là 78 kg, cái tháng 10 là 580 kg, cái tháng 11 là 82 kg. Vậy mà cũng chung thân. Việt Nam là tử hình. Tử hình á. Thì bên đó chung thân. Thì cái án mà cái thằng thợ mà sửa cái bếp ga của nhà cái cô luật sư này là 4 tội: hiếp dâm nè, cướp của nè, giết người nè, đốt nhà, mà cũng chung thân thế thôi. Rồi cái việc năm nay là chiều hôm đó tôi ăn cơm ở nhà hàng chay ở Sydney, thì vợ chồng của ông này tới mới nghe tôi qua, rồi họ mới tới đó, họ mới nhờ tôi tư vấn dùm cái việc của gia đình họ thế này. Là người chồng 72 tuổi, bà vợ 70 tuổi, mà xin ghép thận. Thì cái cô gái này đó tai nạn giao thông, cho nên cổ hiến cái thận, thì cái ông già này lại ghép thận, cho nên cái chuyện đó bình thường. Thì sau khi mà bác sĩ họ cho biết cùng một nhóm máu, thì họ báo tin là sẽ đến bệnh viện để làm thủ tục ghép thận. Người thì hiến, một người thì cần ghép. Xong rồi thì xuất viện, sức khỏe rất tốt. Thì cái thời gian mà ghép cho đến cái thời gian nó xảy ra câu chuyện này là 2 tháng. Cái cô mà hiến cái thận đó, cổ báo mộng cho cái ông già 72 mà bị ghép đó. Cô nói cái thận trong người của ông đó hiện nay là cái thận của tôi.
Bây giờ ông muốn sức khỏe tốt bình thường thì ông phải chấp nhận cái lời đề nghị của tôi. Ông phải cưới bạn gái của tôi làm vợ. Bây giờ ông già này ông muốn trả cái thận lại không biết làm sao trả. Bị người ta nói vậy sợ quá, muốn trả mà giờ sao ông cắt ra trả, sợ lắm. Cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ. Đặt trường hợp như quý vị thì quý vị tính sao? Mình ghép thận, giờ ta nói thận của người ta, giờ mình tính sao? Trả hết cho rồi đi. Mà giờ làm sao ông trả chứ? Ông già ông nói giờ nó ngặt không biết làm sao tu trả. Bị nó ghép vô tu nó dính rồi. Giờ làm sao rứt, mà rứt ra trả thì tu chết. Nên muốn trả mà trả không được, mà để thì sợ. Cho nên ông mới hỏi tôi bây giờ giải quyết làm sao? Phải giải quyết làm sao? Tôi nói làm sao giờ? Thì giờ của người ta thì giờ ấy thì ông trả cho người ta chứ làm sao vậy? Ông lắc đầu. Thế thì tôi mới nói thôi bây giờ thế này, anh chị còn lái xe được không? Nói được. Còn lái xe được. Thì bây giờ tôi ở phương tịnh niệm Phật đường. Chỗ tôi ở đó, tối anh chị lái xe tới đó rồi cùng với đạo tràng trì chú đại bi niệm Phật để hồi hướng cho cái người hiến cái thận đó. Chứ vậy thôi cho tụi tôi tu hành tôi biết gì. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai đó là anh phải về Việt Nam. Ở đây làm không được. Về Việt Nam rồi tôi lập cái đàn giải quan bạc độ để mà giải quan cho cái người mà hiến cái thận đó. Bởi vì chúng ta giải mã cái vụ đó nó như thế nào lại có cái trường hợp như vậy. Bởi vì đây là hiến chứ không phải người ta ăn cắp hay là người ta cướp đoạt. Bữa nay mình đồng ý mình hiến mà. Thì bây giờ chúng ta giải mã cái việc đó cho nó ra cái việc đó, lý do tại sao có cái trường hợp đó. Là vì hai cái cô gái này đó đồng tình luyến ai. Tức là cái cô mà hiến cái thận này với cái cô bạn mà còn sống mà buộc cái ông già này phải cưới làm vợ đó, là hai cô gái này là đồng tình luyến ai. Bây giờ cái cô mà hiến cái thận này chưa siêu mà chấp cái thận này của còn là của mình. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nó có cái trường hợp thế này: ngã và ngã sở. Tôi là cái ngã đây nè, và cái sở hữu của tôi đó là ngã sở. Cái bàn của tôi, cái nhà của tôi, vân vân, cái gì cũng của tôi hết. Như vậy tôi và cái thuộc về tôi, tức là sở hữu của tôi, gọi là ngã sở. Như vậy bây giờ cái thân tứ đại này không còn, quý vị thấy không? Mà cái thận này đã ghép qua cái ông 72 tuổi này còn. Còn tất cả thì mất hết rồi. Cái thận này còn. Cho nên cái người này họ chấp cái ngã sở, cái đó của họ còn. Cho nên họ buộc cái ông già 72 này lấy cái người bạn gái đó để hai người này gặp nhau. Còn gặp nhau. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng giáo lý của nhà Phật ngài nói mà bây giờ khoa học chưa phát triển mà cái lời nói của Phật, cái lời dạy của Phật, bây giờ khoa học họ phát triển tới đâu thì họ chứng minh cái lời nói của Đức Phật là đúng không sai chỗ nào. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ thế này, quý vị thấy nè, hai người trai gái họ thương với nhau. Rồi cái người gái đó họ không thương nữa. Họ chia tay thì cái người trai này họ giết liền. Thế thì tại sao giết? Ở ngoài đời xã hội họ nói tại vì cái cậu trai này thương cái cô gái đó, không phải thương đâu. Không phải thương. Nói như vậy không đúng.
Bởi vì cái người trai này đó đã tự thấy cái ngã của mình nó bị gì? Bị xúc phạm, cho nên bảo vệ cái ngã, thương cái ngã này chứ không phải thương cái cô gái đó, không phải. Nói theo giáo lý của nhà Phật, nếu nói thương thì lúc nào cũng thương, bao giờ cũng thương, tình huống nào cũng thương, chứ tại sao ta nói ta không thương nữa là giết, phải không nè? Thế thì cái câu chuyện đó ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, thì giữa vua Ba Tư Nặc và Mạc Lị phu nhân tranh tụng với nhau cái chỗ này. Tôi lặp lại chỗ đó quý vị. Mạc Lị phu nhân hỏi vua Tịnh Phạn, chứ hoàng thượng thương ai nhất trên đời này? Bệ hạ thương ai nhất trên đời này? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói là trẫm thương ái phi nhất trên đời này, vợ thương chồng. Thì nói như vậy là hợp lý rồi, đâu có gì đâu mà sai chỗ nào, thấy không nè? Vợ hỏi chồng thì chồng trả lời như vậy thì đúng quá rồi. Mạc Lị mới hỏi lại lần thứ hai nữa, trẫm nói như vậy chắc chưa? Vua Ba Tư Nặc nó gật đầu. Trẫm nói trẫm thương ái phi nhất, nếu như ái phi ngoại tình thì bệ hạ nghĩ làm sao? Vua Ba Tư Nặc ông nghiến rằng, ông nói trẫm chém đầu. Như vậy đâu phải là nhất, đúng không? Rõ ràng chưa? Đâu phải là nhất. Nếu vua Ba Tư Nặc mà thương hoàng hậu Mạc Lị nhất thì Mạc Lị có ngoại tình có gì cũng phải thương, bởi vì nhất mà. Đằng này ta mới nói ta ngoại tình mà chưa ngoại tình nữa là chém đầu, như có phải là gì thương cái ngã này không? Cái ngã này bị gì? Bị xúc phạm, chứ đâu phải là thương hoàng hậu Mạc Lị nhất. Thế gian họ nói là cái cậu nam này thương cái người nữ đó nhất, cho nên cái người nữ đó chia tay người nam. Không phải thương mà là bảo thủ cái ngã của mình. Cho nên hai cái cô gái này đã chết rồi, bây giờ còn cái thận này ghép cho cái ông già này, buộc ông già mới lấy cái cô gái bạn này làm vợ để hai người này gặp nhau, tức là ngã và ngã sở. Còn chúng ta học giáo lý Phật rồi chúng ta mới chiêm nghiệm, chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu, chứ nói theo cái kiểu thế gian thì không được. Đó nè, ví dụ như người thế gian nói chết là hết cát bụi, trở về với cát bụi, nó thế gian nói đó. Nhưng mà đạo Phật nó không phải còn chứ không mất, còn chứ không mất. Còn cái gì? Còn cái nghiệp và cái thần thức. Cái não không phải, cái bộ não không phải, cái thần thức và cái nghiệp. Như vậy cái mà thế gian nói mất hết thì trong giáo lý nhà Phật nó còn, đó không? Cái nghiệp và cái thần thức của con người nó còn, nó tồn tại, cho nên dẫn nghiệp đi thọ báo. Chứ còn cái thân xác này, tứ đại này, ngũ tạng lục phủ này, nó là cát bụi, trở về với cát bụi. Nhưng mà còn một cái thế gian không thấy được, thế gian không biết được. À, như vậy là 4 năm tôi đi hoằng pháp nó có 4 việc. Thế bây giờ hai cái việc còn một việc nữa là khi tôi còn ở Việt Nam thì cái cô Phật tử này cổ mới điện về, cổ mới nói thưa thầy, nhân cái dịp thầy hoằng pháp ở Úc, đám tuần 49 ngày của bố con mời thầy đến dự. Thầy hoan hỷ. Tôi nói được, ở Việt Nam thì không dám hứa, chứ còn qua Úc thì giữ bình thường đâu có gì đâu. Thì hôm đó là tôi giảng ở chùa Quyền Quang, mà cái đám trai tăng đó cúng ở Ni Viện Thiện Hòa, thì xe chạy khoảng 30 phút tới. Mà cái buổi giảng của tôi là 12 giờ mới mãn, còn bên đó cúng là 11 giờ cúng. Tôi không dự được cái lễ đó, lễ trung thất đó tôi không có dự được. Không có nghĩa là tôi từ chối, mà cái buổi giảng tôi chưa hết giờ, cho nên tôi không đến dự cái lễ trai tăng đó. Còn khi ở Việt Nam
thì tôi hứa, nhưng mà qua đó tôi dự không được. Thì tối đó đó, ông cụ đó về mới báo mộng cho người con gái đó là cái đám trai tăng của bố đó không có pháp sư dự nha con. Sáng cô đã mới đến ni viện Thiện Hòa hỏi ni sư trụ trì, chứ hôm qua 18 vị tăng ni tụi con mời cúng trai tăng đó, có vị nào là pháp sư không? Thì ni sư trụ trì mới nói dạ không, hòa thượng Giác Hạnh là pháp sư, ngài ở bên phương Tịnh Niệm Phật Đường, còn hôm qua đó 18 vị đó là không có ai là pháp sư cả. Sau đó ni sư mới chỉ cái cách, bây giờ cô qua đó cô thưa với hòa thượng sự việc nó như vậy đó, thử xem hòa thượng dạy làm sao. Thì cô đó mới đến phương Tịnh Niệm Phật Đường gặp tôi mới trình bày cái việc đó. Tôi nói rằng tôi không có từ chối dự cái lễ trai tăng đó, nhưng lý do là bên đó cúng 11 giờ mà cái buổi giảng của tôi bên chùa Huyền Quang là 12 giờ, cho nên tôi không đi dự được. Bây giờ ông cụ nói như vậy đó, thì bây giờ cô về cô sắm cái lễ giống như là cúng dường cho 18 vị ngày hôm qua đó, giống nhau như vậy, rồi cô mang tới đây. Rồi tôi mới lên bàn Phật, rồi cô mới quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, rồi tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó, thử xem coi nó kết quả nó ra làm sao, chứ bây giờ mình chữa cháy thôi chứ biết làm sao. Cô về cô sắm một cái lễ cô mang tới, tôi mặc áo lễ lên bàn Phật, tôi ngồi đó, cô quỳ xuống, cô tác bạch, cô cúng dường, tôi đáp từ, tôi nhận cái lễ đó, êm, không có chuyện gì hết. Như vậy là mời đám mà cái vị pháp sư đó không đi được cũng về báo cho việc. Rồi sau khi tôi về Việt Nam thì chùa tôi nó xảy ra một cái chuyện thế này. Cái ông cụ này là có 2 tuổi, cái tuổi thật của ông đó là 84, mà cái tuổi giấy là 82. Lúc mà ông từ trần đó thì khai tử, thì lấy cái giấy chứng minh đó đi khai, rồi đem cái tuổi đó vô chùa đặng cúng thất. Đó nè. Thế thì ông về ông báo với con ông nói bố không phải cái tuổi đó mà ông thầy nhỏ đọc hoài. Thì ở nhà ông đệ tử tôi ở nhà cúng thất thì phục nguyện 82. Ông về ông nói ông không phải tuổi đó mà ông thầy nhỏ đọc hoài. Thì cái cô đó, cô con gái nó mới chạy ra mới thưa với cái thầy đệ tử tôi, nói bố con nói vậy là sao. Ông đệ tử tôi nói lỗi ở gia đình, đâu phải lỗi tại chùa. Thì bây giờ để 82 tuổi tôi đọc 82, mà 84 tôi đọc 84 cho theo yêu cầu của gia đình, chứ tôi đâu có thêm bớt gì. Thôi bây giờ ghi lại đi, ghi 84 tôi đọc lại. Thì tôi về đó cúng thất thứ tư, tôi lên tôi phục nguyện 84 tuổi êm. Cho nên gia đình quý vị cũng thận trọng đó. Hồi chiến tranh hay thay đổi tuổi tác lắm, đi lính đồ này kia khác nữa, mà nhớ là lấy cái tuổi cha mẹ đẻ đó để phục nguyện, đừng có phục nguyện theo cái giấy không chịu đâu nha. Rồi còn chuyện nữa. Chuyện này mới là đặc biệt á. Tôi đi Úc tôi về, thì ở bên Úc người ta có gửi tiền về để cho cái làng mù ở dưới Vĩnh Châu, ở dưới Sóc Trăng. Cái làng mù đó hiện nay là mù trên 1.000 người. Hôm đó tôi về tôi cho cái mù mà mù hết 2 con đó là 368 người. Còn cái mù 1 con với chuẩn bị mù đó là trên 800 người. Chuẩn bị mù với lại mù 1 con trên 800. Tức là họ trồng hành, hành củ đỏ đỏ đó, rồi họ dùng cái thuốc để họ bảo quản cái hành đó. Khi mà hành nó lên giá rồi họ đem họ bán, họ mới sửa sạn, họ lặt, họ kia khác nọ, rồi tay chân họ làm sao đó đuôi hết trơn.
Chứ còn trồng hành đảo Lý Sơn, người ta cũng cũng trồng cả cái đảo nó, trồng hành trồng tỏi có ai đuôi đâu. Đó nè, ở Phan Rang ta cũng trồng hành, ở Bình Định ta cũng trồng hành, nhưng mà đặc biệt ở cái làng Vĩnh Châu đó là mù hết. Thì tôi quan sát là tôi thấy rằng họ không có nghèo, nhưng mà họ có tật nguyền chứ không nghèo, là do cái sử dụng cái thuốc độc. Thì tối hôm đó tôi ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu, cái nhà của Công Tử Bạc Liêu bây giờ làm cái khách sạn lớn lắm. Mình hồi giờ cũng chưa biết khách sạn Công Tử Bạc Liêu nhà không sang trọng sao, bữa đó xuống rồi ghé ra ngủ coi cho biết, cái nhà nó chút sàn lắm quý vị, sàn lắm. Thời hồi xưa đó mà cái nhà đó là sàn lắm, tức là ở bên ngoài thì sửa sang rồi chút đỉnh, chứ còn ở trong nội thất thì còn nguyên hết, còn tốt lắm. Thì khoảng 9 giờ tôi mới nghe một cái cuộc điện thoại ở Đồng Tháp. Anh này anh gọi cho tôi mà không biết anh xin số điện thoại đâu, không biết anh gọi. Tôi không quen với anh này. Anh mới nói thưa thầy, nhà hiện giờ tôi có một cái chuyện rắc rối lắm, nhờ thầy tư vấn giúp giùm. Tôi hỏi chuyện gì? Anh nói là năm 70 tôi làm việc chung với thằng Mỹ ở Biên Hòa, ở khu Long Bình, tôi có mượn nó 500 đô mà tôi không có trả. Năm 72 thì nó về nước hết, Mỹ nó rút về nước hết, bây giờ nó chết rồi về nó đòi nợ tôi. Tôi mới quýnh quá. Thì khi nó nói vậy tôi biết, tôi có mượn nó tôi nhớ mà, tôi biết mà tôi thấy cái hình thằng Mỹ đàng hoàng. Thì tôi mới ghé chùa tôi nói với mấy sư đó, giờ mấy sư giúp giùm, mấy sư nói thôi bây giờ anh coi 100 đô là bao nhiêu mà nhân ra cho 5 lần thì mua gạo hết bố thí cho người ta, tức là trả nợ cho thằng Mỹ đó. Tôi làm đúng đàng hoàng. Tôi hỏi đô la nhiêu, tôi bỏ tiền ra đúng 500 vậy tôi mua gạo tôi bố thí, nó về nó đòi nữa nè. Tôi nói trời đất ơi, thì bố thí là bố thí, còn trả nợ là trả nợ, chứ mà bố thí là trả nợ sao được, làm cái chuyện đó nó trật. Ví dụ bây giờ người A mắc nợ người B, người A mắc nợ người B, bây giờ cái ông B ông tới ông đòi cái đem mua gạo cho hàng xóm thôi nè, làm sao người ta chịu? Cái chuyện đơn giản vậy mà cũng dại nữa, là cái chuyện trật trời. Giờ tôi sợ quá, giờ không biết làm sao, tốn tiền rồi bây giờ nó đòi nữa. Vậy tôi hỏi giờ anh có muốn trả nó trả, muốn bây giờ trả gửi cho tôi trả cho, trả không nó trả. Anh gửi cho tôi 3 lần, lần 2 triệu, lần 10 triệu, lần 5 triệu, giờ tôi giữ 17 triệu. Tôi phải trả chứ sao, phải trả sao mới được, mới hợp pháp. Đó nè, là phải làm cái lễ bạch với Tam Bảo, bạch với Phật mới được, chứ đâu phải đem cho người nghèo đó em đó. Bạch cho Phật nói rõ cái chuyện này, người này mắc nợ người này số tiền là bao nhiêu, cách đây mấy chục năm, bây giờ cái số tiền này cái người này trả, đồng ý trả, nhưng bây giờ chết rồi này làm sao, lại đem đốt 500 đô mang tội ở tù nữa. Thôi thì cái tiền này là xung vào Tam Bảo, thì cái người trả nợ cũng có phước, mà người đòi nợ cũng có phước, phải bạch với Đức Phật mới được, có Tam Bảo chứng minh mới được, chứ còn không có Tam Bảo chứng minh là không được. Đâu phải chuyện đơn giản. Thôi thì từ nay tới Tết tôi cũng phải có cái giờ nào đó để trả nợ dùm cho cái anh đó cho nó rồi, chứ nên mình giữ 11 này rồi tôi chết tôi mắc nợ nữa đó. Mắc nợ. Hôm nay kể hết mấy chuyện quý vị nghe đúng không? Thì bây giờ nữa thôi thì cũng gần cuối năm, công việc của mình tu hành tháng này tức là còn có tháng sau nữa là hết năm, qua cái năm mới. Thì thường thường đó, chúng ta có cái quan niệm thế này của cái người Việt của chúng ta là năm mới việc mới, năm mới rồi phải việc mới. Bây giờ chúng ta nói cái mới rồi sao nó mới,
Thì ngày nào cũng là ngày. Tháng 12 thì qua cái tháng giêng thì cũng ngày thế thôi đó. Nhưng mà nó thay đổi cái tư tưởng, chứ không có ngày nào mới hết. Có những cái việc mới nó tốt hơn. Trên đó là cái quan niệm của ông bà tổ tiên mình từ hồi xưa tới giờ, tức là năm cũ đã qua, năm mới bước tới, bỏ cái gì xấu cũ và đón mừng cái năm mới cho nó tốt đẹp. Đó là tôi nói cái tập quán của người Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói về người tu hành. Người tu hành của mình á, lúc nào cũng đổi mới hết. Cho nên cái từ cải tạo là cái từ đó của Phật giáo đó. Cải tạo là của Phật giáo. Sám hối là của Phật giáo. Tư duy là của Phật giáo. Cái từ cải tạo mình nghe nó đi cải tạo sợ quá, đúng không? Nghe nó sợ cải tạo quá. Không phải đâu, của Phật giáo đó. Chữ cải có nghĩa là thay đổi. Chữ cải có nghĩa là này, tạo tức là tạo cái gì cho nó mới, nó đẹp, nó tốt. Cũng giống như là cái chùa mà ai tới mà phá cái chùa, đập cái chùa đó thì ở tù. Quý vị thấy không? Nhưng mà thầy trụ trì đập cái chùa thì Phật tử người ta mừng, tay mừng. Tại vì ông thầy cải tạo. Còn cái người đó họ tới họ phá hoại thì ở tù. Còn thầy trụ trì đập cái chùa là thầy trụ trì cải tạo. Thế là cải tạo cái chùa. Cho nên đập cái chùa cũ làm cái chùa mới thì bổn đạo người ta mừng chứ sao? Nó mừng. Như vậy mình cải tạo được cái gì? Cái vật chất. Còn cái tâm hồn của mình, cái tâm của mình, mình phải cải tạo. Tu hành có nghĩa là cải tạo. Hồi xưa năm ngoái cũ nó khác, bây giờ nó mới, là chúng ta phải cải tạo cho nó tốt. Như vậy năm rồi mình tu nó dở, phải không? Năm 2012 này, năm Nhâm Thìn mình tu nó dở, thì qua cái năm 2013 này mình cải tạo cho nó tốt một chút nữa. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả người tu hành của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia, mà có cái tư tưởng cải tạo cái tâm của mình thì thành Phật sớm. Không có cái gì chểnh mảng, không có cái gì lo âu hết. Mà mình cứ đứng đó mình dậm chân, mình không cải tạo thì thua. Cho nên ý chúng tôi muốn nhắc là đạo tràng có pháp thường đó, là cái cũ chúng ta bỏ, bây giờ chúng ta sang cái mới, là chúng ta phải đổi mới. Phải đổi mới. Đổi mới không có nghĩa là mặc cái áo mới. Đổi mới không có nghĩa là cái nhà mới, chiếc xe mới, mà đổi mới bằng cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Bởi vì tất cả, nhớ nên tất cả nè, là do tâm của chúng ta khởi lên, rồi cái thân này, cái miệng này mới là làm theo cái tâm. Hành động thì theo sau tư tưởng. Tư tưởng mình khởi lên, rồi nó cái hành động, cái thân này hành động, cái miệng hành động, nhưng mà cái tâm thì quyết định. Cho nên chúng ta tu đó là có hai cách tu. Tu tâm là một, tu tướng là hai. Mà đa số đó thì chúng ta tu tướng dễ hơn tu tâm. Bởi vì tu tướng nó dễ đó, mặc áo tràng cái thấy tu, mang sâu chuỗi cái thấy tu, lên đốt nhang bàn Phật thấy tu, mà cái tâm mình tu chưa? Đó là mình hỏi cái tâm mình tu chưa. Như vậy là lấy cái sự đó, áo tràng đó, kinh đó, chuông mở đó, vân vân, lấy cái sự tướng đó để mà nhắc nhở cái tâm của mình. Chứ mình chấp cái tướng đó, mình nói cái đó là tu thì chưa đúng. Mà phải là cái tâm này mới là chính.
Cho nên mình mặc áo tràng, mình mang chuỗi hạt, thì mình không dám nói những cái lời độc hại. Bởi vì từ cái tướng này nè, nó kìm cái tâm. Cho nên ở đời người ta nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại là vậy. Rõ ràng chưa? Cho nên mình phải kiểm điểm cái tâm mình trước, có tướng, không bỏ tướng mà không có bỏ tâm. Đó nè. Mình phải nói rõ ràng, lý sự viên dung đạo Phật, không có bỏ tướng mà cũng không có bỏ tâm, tới lý sự viên dung. Nhờ có sự mà mới hiển lý, nhờ có lý mà sự nó mới thông. Bây giờ quý vị ra ngoài sân, quý vị đứng sắp hàng, quý vị tụng kinh cũng được, không có sao hết. Nhưng mà quý vị vô trong cái bàn Phật nó lại khác. Mình vô trong chánh điện là có Phật nè, có tượng Phật nè, có chuông mỏ nhang đèn. Cái tướng đó là nó làm cho cái tâm mình nó dễ buộc, nó dễ tịnh. Còn mình ra ngoài đường mình sắp hàng, mình tụng kinh, rồi đủ thứ chuyện trên đời hết, người này dòm người kia dòm người nọ, mình mong trời đất, tâm nó không có buộc, nó không có an tịnh được. Mà nhờ giờ cái chánh điện đó, cái sự đó nó buộc tâm, cho nên lý sự phải viên dụng. Nhưng mà cái quan trọng của người tu chúng ta là phải để cải hóa nội tâm. Cải hóa nội tâm tức là mình không cải tạo cái tâm của mình, thì mình để nó ù lì, nó giống như hồi nào rồi đó, thì thôi đi, không bao giờ. Cho nên cái bức tranh, 10 cái bức tranh chăn trâu gọi là thập một ngưu đồ đó, quý vị thấy là ta vẽ ra mấy con trâu, 10 con trâu. Cái con trâu đầu tiên ấy là cái con trâu sừng sỏ, ương ngạnh, đen thùi hết từ đầu tới đuôi, không có gì. Con trâu đó đó thì chỉ cho cái tâm của mình, cái tâm phàm phu của mình giống như cái con trâu đen đó đó, thì một đồng họ nắm cái, muốn đi tìm con trâu là họ đi tìm cái dấu của nó. Con nó chạy đâu, nó chạy ra ngoài đồng, nó chạy đâu, thấy cái dấu nó thấy được rồi, cầm cái nắm cỏ mà gì mà dụ nó trở về. Dụ nó trở về được rồi mới xỏ dàm nữa. Đúng là như vậy, cái mình tu giống như là chăn trâu mà dụ con trâu rồi bằng cái bó cỏ non đó, rồi đem về mà xỏ dàm nữa. Lần lần nó trắng được cái đầu, nó trắng được nửa cái mình, nó trắng hết, rồi còn cái đuôi vân vân. Tức là đại khai này, cái tâm của mình nó giống như vậy đó. Mình phải cải tạo nó mới trắng lần lần mà trắng hết. Đó là chúng ta lúc đó thôi khỏe rồi, khỏi chăn nữa. Nhà của cô có 2 người, chồng cô và bố con. Mà chồng con thì sợ chó, còn bố con thì ghét chó. 2 người này không ai ưa chó hết. Sáng hôm đó cô mở cửa thì cô phát hiện có con chó ở đâu không biết mà nó ở trước cửa đó, xương nó ướt hết, nó ngoắt đuôi, nó mừng tội nghiệp rồi, nhỏ lắm, như cái chén này thôi, như cái chén ăn cơm mình. Cô thấy tội nghiệp quá, cô mới bê con chó vô nhà, cô lấy cái thùng giấy cạc tông, cô bỏ nó vô, con để dưới nhà bếp, sợ 2 người nữa thấy, người ghét chó, người sợ chó. Mà con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả, đồng đựng trong cái thùng cạc tông. Buổi sáng, buổi chiều, đó buổi sáng lại cái nó chạy ra, nó đi chơi. Thì 2 người này thấy con chó mà không có ý kiến gì hết. Diệu Đức bà cũng mừng, bà nói thôi thì 2 người này họ không ý kiến thì chắc ý kiến thì mình cũng bỏ cho đậu dám. Bà mới lấy cái máy nhiếp ảnh, bà chụp cái hình con chó, bà mới họa ra cái hình to dán trước cửa đó, ai có lạc con chó đến nhận. Không có ai nhận hết. Mà chó bên Úc quý vị biết là có khai sanh, chứ không phải chó như mình đâu. Mình làm mất con chó đó cũng bị phạt, mà ai mà bắt giữ con chó đó cũng bị phạt. Chó bên Úc họ cưng nhiều lắm, bị họ có bắn cái chip nó trong cái lỗ tai của nó đi đâu tao biết hết, không có cái vụ lạc được. Thế thì không có ai tới nhận con chó hết.
thì bà mới cho ăn, bà tắm rửa đồ này khác nữa. Thấy hai người trong gia đình nó cũng không có nói gì, nhưng mà không có thân thiện gì cho, chỉ không có ý kiến thôi. Thì má của Diệu Đức chết thì thiêu đem cái cốt thờ ở chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì đem lên về nhà đó thờ, trong cái bàn thờ thờ ở nhà. Hôm đó cô Diệu Đức mới nấu canh bầu, mới cúng cơm cho mẹ, thì cái tay bưng cái tô canh bầu thì con chó nó chạy theo. Mà Diệu Đức nó không phải nó mừng, mà cái thái độ của nó là nó đòi ăn. Cho nên á, Diệu Đức bưng cái tô canh bầu lên cúng xong rồi trở lại, cái son còn lại canh bầu đó lấy cái giá múc một giá canh bầu để vô cái thau nó, là con chó nó ăn hết, nó liếm mà có vẻ ngon lành đó. Thế thì cô Diệu Đức hơi nghi ngờ, nghi thôi, vì chó Tây mà, nó đâu có ăn đồ Việt Nam. À, ở bên đó quý vị biết rồi, vào trong cái shop đó, cái thức ăn chó nhỏ khác, chó lớn khác, mèo nhỏ khác, mèo lớn khác. Chứ không phải Việt Nam mình nuôi chó rồi cái mình ăn còn dư đồ cho chó ăn, bên đó không có. Thức ăn của nó riêng, sang trọng lắm, sạch sẽ lắm. Chứ không phải như mình nuôi chó nuôi mèo rồi ăn đồ ăn dư cho nó ăn, không có đâu. Thì cô Diệu Đức cũng nghi, cứ nói con chó Tây sao nó ăn canh bọc, nghi thôi. Tuần sau nữa cô mới nấu khổ qua hầm cúng má cổ, thì bưng cái tô khổ qua hầm đi cúng thì nó cũng kéo chân lại, nó đòi ăn. Cô trở lại cô lấy cái muỗng, cô sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau, nó ăn hết. Bây giờ Diệu Đức mới sợ, ăn canh bầu thì hơi nghi thôi, nhưng mà ăn khổ qua hầm để bắt đầu sợ. Bởi vì lúc còn sống má của cô Diệu Đức là thích canh bầu với khổ qua hầm, mà con chó Tây mà ăn canh bầu với khổ qua hầm là Diệu Đức sợ. Nên cái chuyện này đặc biệt lắm, sợ quá. Thế thì bây giờ nó đổi lại là chồng của Diệu Đức đi làm về, con chó nó mừng đó, thì ông bê con chó lên cái ngực, ông đi giáp vòng cái nhà rồi mới để xuống, là cái người mà sợ chó. Còn ông bố đó là ngủ với chó. Tôi nói ngủ với chó quý vị nghe. Thì hôm đó sau khi tôi truyền giới rồi thì cô Diệu Đức mới làm một bữa cơm chay thịnh soạn đãi khoảng 15 người. Hôm đó khoảng 15 người thì dọn cái bàn dài như thế này, tôi với ông bố của Diệu Đức đó là ngồi đối diện song song với nhau. Ông ăn rồi ông xuống trước tôi, thì cô Diệu Đức mới lợi mới ngắt nhỏ nói: sư phụ theo dõi bố con chuẩn bị ngủ với chó. Thì tôi mới để mắt tôi theo dõi, thì ông tới, ông có cái nôi đẹp lắm, cái nôi nhỏ thế này, ông ngoắt con chó chỉ vô đó, con chó nó nhảy vô cái nồi, nó nằm xuống đó, ông bê lên giường rồi ông nằm xuống, ông kéo cái chăn ông đắp chó với ông chung một giường. Như vậy là người sợ chó thì bây giờ bê chó lên trên ngực đi giáp vòng, người mà ghét chó bây giờ ngủ với chó, mà con chó là ăn khổ qua hầm với canh bọc. Tôi mới hỏi cô Diệu Đức: vậy chứ lúc mà bà cụ mất đó, cái tư trang của bà còn để ở đâu, có ai biết không? Cô Diệu Đức mới nói rằng: con biết má con còn vàng, nhưng mà cất ở đâu bố con cũng không biết, hai chị em tụi con về. Bởi vì ở bên Úc đó là cái bệnh nhân mà khi mà bác sĩ gia đình đó họ không điều trị được thì họ gọi xe cấp cứu của cái bệnh viện trong khu vực của mình đó,
Tới chở cái bệnh nhân đó đến bệnh viện là gia đình không có theo, cũng không có nuôi nấng gì hết. Trong đó ta làm sao ta làm? Hết thì người ta chở về, còn ấy chết ta đưa xuống dưới nhà hoàng, người nhà không có nuôi bệnh. Bên đó là y tế rất là đàng hoàng. Cái bà Diệu Ngọc đó, bà lớn tuổi rồi, tức là khám bệnh thường niên đó. Bữa đó bác sĩ nó gọi đó, tuần này bà đi, ngày mai bà đi khám định kỳ nha. Bà Diệu Ngọc bà nói tao chưa có rảnh. Chừng nào tao vô rảnh hả? Chưa có rảnh. Mà khám tao đó, ông bác sĩ nào đó, có cha tao không? Bệnh nhân mà làm giống như là ông trời vậy đó. Ở Việt Nam mình được vậy không quý vị? Nghĩa là bệnh viện nó gọi tới khám định kỳ mà bà trả lời tao chưa rảnh, mắc đi chùa, chưa rảnh. Chừng nào rảnh rồi tao gọi. Mà thằng bác sĩ nào á, khám tao chứ khác tao không chịu. Tức là cái y tế bên đó này rất là đàng hoàng, nên là rất là chu đáo. Cho nên cái người bệnh mà xe cấp cứu của bệnh viện đến nó chở rồi theo cái lệnh của bác sĩ gia đình thì người thân của mình hoàn toàn không có dính dấp gì hết, người ta nuôi hoàn toàn hết. Như vậy là khi má con vào trong bệnh viện thì má con tắt thở, tụi con không có gần, cho nên má con không có trối lại, cũng không biết rằng cái tư trang của má con để đâu, cho nên bây giờ hoàn toàn không ai biết hết. Tôi mới kể cho cô Diệu Đức nghe câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Hôm nọ Đức Phật đến quá duyên nhà của cư sĩ, thì vợ chồng cư sĩ không có ở nhà. Thì con chó ở nhà đó nó thấy Đức Phật đến, nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ dằn luôn. Mấy đứa nhỏ ra la nó la không được, la chừng nào nó sủa nồ nó dữ dằn lắm. Thế thì Đức Phật mới kêu tên con chó đó là ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thấy gì con chó nó tên Ki, tên Nô gì đó, ngài kêu là tên ông nội của mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì khi Đức Phật ra đi thì vợ chồng của cư sĩ đó về, thì mấy đứa con nó học lại, nó nói Đức Thế Tôn đến nhà mình, con chó nó ra nó sủa dữ lắm mà con la không có được. Cái ngày kêu tên ông nội con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì hai vợ chồng mới lên kỳ viên tinh xá, mới lễ Phật, mới hỏi cái nguyên nhân tại sao ngài đến nhà con mà con chó nhà con nó sủa, ngài kêu tên bố con, ngài cho vợ chồng con biết cái nguyên nhân tại sao. Đức Phật mới nói thế này: ông về ông làm theo kế hoạch của tôi thì ông sẽ rõ biết cái nguyên nhân của nó. Thế là hai vợ chồng cư sĩ này về mới làm một cái bữa ăn thịnh soạn cho con chó ra ăn. Ăn xong rồi con chó nó đi ngủ, nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì ông cư sĩ này đến vỗ cái lưng nó nhẹ nhẹ, kêu bố, bố. Cái đồ quý giá, đồ gia bảo của cái dòng họ này bố cắt ở đâu, bố chỉ cho con. Thì bây giờ con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn là nó bươi. Thì vợ chồng cư sĩ này theo cái dấu con chó bươi đó đào lên, thì đồ đạc quý giá của dòng tộc này chôn vậy đó. Sau đó vợ chồng cư sĩ này lên thưa với Đức Phật, bây giờ phải giải quyết cái tài sản này như thế nào để mà
hồi hướng cho bố con được siêu thoát. Vì bố là bây giờ là con chó dữ, dữ của đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng chia làm hai ra, một nửa thì đem bố thí, một nửa thì để lại rồi gia đình lo cái hậu sự ngày mai sinh sống, còn một nửa thì đem bố thí cúng dường. Sau đó vợ chồng cư sĩ làm theo lời của Đức Phật, thì cũng không lâu lắm con chó nó được qua kịp. Đó là cái câu chuyện mà thời Đức Phật còn sanh tiền xảy ra cái vụ con chó như vậy. Cho nên tôi mới kết luận rằng có thể rằng bà trở lại giữ cái gì đó trong cái gia đình này, nhưng mà cái đó mình không biết được. Cái tư trang của bà cất ở đâu, hay cái gì quý báu đó bà cất ở đâu thì mình không biết. Thế là năm nay tôi qua đó thì cái câu chuyện này nó được giải mã là cái tờ di chúc. Cái tờ di chúc bây giờ kiếm được rồi, mà bà di chúc cho Diệu Đức đó là một phần đất nhà cửa ở Bình Chánh, quận Bình, Bình Chánh mình rất lớn. Thì hôm tôi đến nhà tôi thăm con chó, thử xem con chó nó còn sống không. Thì con chó nó cũng còn sống. Thì tôi đang ngồi nói chuyện vậy thì cô Diệu Đức mới nghe điện thoại là công an của thành phố Hồ Chí Minh gọi bà về để mà làm cái thủ tục thừa kế. Như vậy là không phải là tư trang, không phải là vàng bạc, mà chính là cái tờ di chúc. Bây giờ thì tờ di chúc đó tìm được rồi, và cô Diệu Đức sắp về Việt Nam để mà thừa hưởng cái tài sản đó. Bởi vì cô đi cái dạng đi máy bay, chứ nếu vượt biên là không được. Đi cái dạng máy bay đó thì mới trở về, mới thừa hưởng cái tài sản di chúc được, chứ còn mấy người đi vượt biên là không được. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Qua cái năm thứ ba thì cái cô luật sư này người Thái lai Tàu, chứ không phải người Úc, mà cô ra trường cô làm luật sư này 27 năm. Thì cái cô luật sư này là học trò của cái cô luật sư hành nghề 27 năm, là mới có 5 năm ra trường, mới có 5 năm. Cũng là luật sư nhưng mà học trò với thầy với trò. Thì cô luật sư mà 5 năm đó, cô mới gọi một người thợ đến sửa cái bếp ga. Nhà cô ở có một mình, người gốc Tây Ninh. Thì cái người thợ đó mới lấy sổ tay mới ghi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó. Thì cô luật sư này mới nói là chiều thứ sáu 5 giờ tao đi làm về, mày đến tao mở cửa mày sửa. Bên đó thì xài mày tao không, không có anh chị đâu, như Việt Nam mình đâu. Thì chiều thứ sáu 5 giờ thì cô luật sư này về, thì cái người thợ đó cũng đến. Thì cô mở cửa cho người thợ đó sửa bếp ga. Ga bên đó thì không phải như mình là mua bình ga về xài, mà bắt đồng hồ giống như đồng hồ điện vậy. Tức là tới tháng mình tính mình trả tiền. Thì cái người thợ này sửa xong rồi thì mới khóa cái chốt cửa trong, khóa trái đó, rồi mới hãm hiếp cô luật sư này, rồi cướp của, rồi giết người, rồi đốt nhà, coi như là bốn việc làm một lúc. Lúc nào thì không biết, nhưng mà 5 giờ thì vô đó để sửa bếp ga. Thì lúc 9 giờ đó thì cô luật sư này mới báo mộng cho người dì. Bởi vì lúc mà cô này qua Việt Nam học du học đó thì bà dì đã nuôi coi như mẹ vậy. Bây giờ cô ra trường rồi, cô có nhà riêng, cô ở riêng có một mình.
Thì cô luật sư mới báo mộng cho người dì nữa: dì ơi, cái thằng thợ đó, tên đó, nó đến nó sửa bếp gà cho cháu, rồi nó hiếp cháu, nó cướp của, nó giết cháu, nó đốt nhà. Tức là nó làm bốn việc. Cô này báo mộng. Thì cái người dì này mới đánh thức ông chồng, mới lái xe tới chỗ đó, thì lửa cháy phừng phừng và công cảnh sát rồi còn đầy đường nữa hết. Đúng sự thật. Cái sự báo mộng là đúng sự thật. Thì cái người dì này mới báo cho cảnh sát biết rằng cái người thợ tên đó và đến sửa bếp ga cho cháu tôi vào giờ đó, và xảy ra cái vụ án này. Thì cảnh sát nó mới triệu tập cái anh chàng thợ sửa đó đến. Thì ở trong cái cặp của anh còn cái sổ tay. Cái sổ tay này thì ghi lại thứ hai sửa cho ai, thứ ba sửa cho ai, thứ tư sửa cho ai, thứ năm sửa cho ai, và chiều thứ sáu sửa cho cô luật sư này. Cái sổ tay đó còn. Rồi thì cảnh sát giữ. Đúng rồi, đúng cái tên này giết người rồi. Thì một tuần sau đó là cô luật sư này báo tin lại cho bà dì nói cái nữ trang của cháu đó là nó cho người bạn gái nó nhà ở chỗ đó, cất giấu ở chỗ nào họ chỉ đàng hoàng. Thì bà dì mới báo cho cảnh sát lại là nữ trang của cháu tôi, thằng thợ sửa đó nó cho bạn gái nó cất ở đâu. Thì cảnh sát đến lấy đúng. Như vậy cái đúng thứ nhất và cái đúng thứ hai. Cái thứ ba nữa là cô luật sư này về báo mộng cho bà dì biết cái nhà của cháu đó là bảo hiểm nó đền là 470.000 đô la. Bây giờ cháu cho dì một nửa và một nửa gửi về cho má em. Vì má em với em có cái dự tính là về sửa sang lại cái nghĩa trang của ông bà, nhưng mà chưa đủ tiền. Bây giờ bảo hiểm nó đền cái nhà này thì cái công của dì hồi đó nuôi cháu, giờ cho dì một nửa, còn một nửa gửi về cho má ở Việt Nam. Thế cô luật sư mà 27 năm nghề đã, cổ nói thế này: không bao giờ tòa án xử một cái vụ án gì mà cái người chết báo mộng về mà người ta tin, người ta xử không bao giờ. Bởi vì luật pháp thì nó phải rõ ràng, phải không nè? Chứ tại sao rồi cái người này về báo mộng mà là tòa án nó xử là sao? Thì cô luật sư này mới nói là Tây Úc này có cái vụ án này vô tiền khoan hậu. Cái vụ án mà nghe cái người chết về báo mộng mà xử mà đúng sự thật, chứ không phải là cái chuyện hoang đường. Sau đó thì tòa án ở Tây Úc mới cử một người của tòa án với cái người dì đó về Việt Nam. Việt Nam mới liên hệ với tòa đại sứ Úc tại Việt Nam về Tây Ninh, mới chụp cái hình của cái nghĩa trang đó, và chụp cái hình của bà mẹ đó, và chính quyền địa phương xác nhận rằng bà mẹ này có người con hiện ở bên Úc làm luật sư. Như vậy là về bên Úc người ta xử. Thì bây giờ đó, cái người thợ mà sửa bếp ga đó, người